Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 135. Chương 2695, tự bạo một cái chơi đùa. Tiêu Phàm quả thật rất ít giết nữ nhân, mặc dù đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, nhưng hắn ý thức chỗ sâu, có một loại kiếp trước ân ký. Bất quá bây giờ, Tiêu Phàm lại là thật đối Kiếm Thiên Hồng động sát tâm, bản thân cũng đã thả nàng một con đường sống. Có thể nàng không chân quý không nói, vậy mà còn tìm người tới giết bản thân. Người như vậy, Tiêu Phàm giữ lại nàng còn có cái gì sử dụng đây? Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm bỗng nhiên vồ giết mà ra, hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, lần nữa xuất hiện, đã là ở Kiếm Thiên Hồng trước người. Kiếm Hồng Trần, ta, Kiếm Thiên Hồng trong mắt lóe qua một vòng vẻ sợ hãi, muốn mở miệng, nhưng mà, Tiêu Phàm lại căn bản không cho nàng cơ hội. Oanh! Tiêu Phàm một trưởng vỗ ra, hung hăng chen ở Kiếm Thiên Hồng đầu vai, Kiếm Thiên Hồng kinh hô thời khắc, căn bản không có hoàn thủ chỗ trống, cả người giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược mà ra. Nhanh, bảo hộ nhị tiểu thư, Thiên Kiếm đế vực tu sĩ lấy lại tinh thần, mấy chục người đứng ra, vây ở Kiếm Thiên Hồng trước người. Tiêu Phàm lặng lặng đứng ở đó, cũng không có tiếp tục xuất thủ ý tứ, mà là nhìn về phía nơi xa chiến đấu. Phong Lôi Tuyệt. Người điên, Phong Lôi Diễn gầm thét không thôi, bị Phong Lôi Tuyệt đánh lén thành công, hắn người bị trọng thương, hiện tại căn bản không có hoàn thủ khí lực, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Một chỗ khác, Kiếm Thiên Vũ cũng đồng dạng như thế, bị thương Vân Hải không ngừng truy sát, phiền muộn kém chút thổ huyết. Bọn họ thế nhưng là đế vực đệ nhất nhân, đường đường thần vương cảnh trung kỳ tu vi, lại bị hai cái tiểu đệ đuổi theo giết, trong lòng không tốt buồn bực mới là lạ chứ. Kiếm Hồng Trần, là ngươi dở trò quỷ. Kiếm Thiên Vũ phẫn nộ đến cực điểm, đem tất cả chịu tội trách tội đến Tiêu Phàm trên người. Lại liên qua ta, Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt im lặng bộ dáng, nhìn về phía một bên Bạch Ma nói, ta nhìn qua rất giống tự mang cừu hận bộ dáng sao. Giống, Bạch Ma từ chối cho ý kiến nói, hắn tự nhiên biết rõ, Phong Lôi Tuyệt cùng Lôi Vân Hải dị động, là Tiêu Phàm dở trò quỷ. Đoàn người lại là có chút hồ nghi. Bọn họ không tin Tiêu Phàm có dạng này năng lực, đi khống chế Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải. A, có ý tứ, chân trời, một cái nơi hẻo lánh, một cái mang theo mặt nạ hắc bào thân ảnh hơi sững sờ, hiển nhiên, chính là thần bí hắc bào mặt nạ nam, hắn cũng không có chân chính rời đi. Lúc đầu còn muốn kiến thức một cái hắn chân chính thực lực, có thể không nghĩ đến, hắn đều căn bản không cần bản thân động thủ. Hắc bào mặt nạ nam bất đắc dĩ cười nói. Hiển nhiên, hắn một kiếm giết chết Thương Vân Lan, thứ nhất là lúc ấy hắn lại là nổi giận, thứ hai, kỳ thật cũng là cho Tiêu Phàm kéo cửu hận, nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không rời đi. Mà hắn vừa rời đi, tất cả đầu mâu đều không tự chủ được lần nữa chỉ hướng Tiêu Phàm, hắn thì trốn ở trong bóng tối quan sát Tiêu Phàm thực lực. Không biết vì cái gì, này Kiếm Hồng Trần làm sao sẽ cùng sư tôn có một cỗ đồng dạng khí tức đây? Hắc bào mặt nạ nam tự lẩm bẩm. Vừa dứt lời, hắc bào mặt nạ nam thân ảnh lặng yên biến mất, tựa như dung ở hư không đồng dạng, không có chút nào tung tích mà theo. Chân trời, từng đợt phẫn nộ gào thét vang lên, Phong Lôi Diễn cùng Kiếm Thiên Vũ hai người bị Phong Lôi Tuyệt cùng Thương Vân Hải hai người gắt gao áp chế. Phong Lôi Tuyệt hai người hoàn toàn không phải không muốn sống đấu pháp, tăng thêm Phong Lôi Diễn bọn họ thụ thương, ở đâu là hai người đối thủ. Kiếm Hồng Trần, ta với ngươi không chết không thôi. Cuối cùng, Phong Lôi Diễn gầm thét một tiếng liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy, lại lưu lại, qua một lúc hắn đều khả năng lưu ở nơi này. Dù sao, nơi xa Tiêu Phàm vậy cũng còn nhìn chằm chằm, tùy thời khả năng xuất thủ. Tính ngươi trốn được nhanh, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, lập tức ánh mắt ở Phong Lôi Tuyệt cùng Thiên Kiếm đế vực đám người trên người bồi hồi, nhếch miệng cười nói, Phong Lôi Tuyệt, nếu không, tự bạo một cái chơi đùa. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói. Khóe miệng một trận cuồng rút. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Muốn cho người nào tự bạo liền để người nào tự bạo, Phong Lôi Tuyệt chỉ là bị hóa điên mà thôi, cho nên mới có thể đối Phong Lôi Diễn xuất thủ. Nhưng là, nhường hắn tự bạo, hắn cũng không phải đồ đần, làm sao có thể tự sát đây? Nhưng mà, sau một khắc, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc, Phong Lôi Tuyệt đột nhiên trên người bộc phát ra cuồng bạo khí thế, nhìn về phía Tiêu Phàm cười nói, không sai. Đây là biện pháp tốt. Tự bạo là biện pháp tốt. Đoàn người trợn tròn mắt,
cái này hắn nha là cái gì logic? Kiếm hồng trần cho ngươi đi chết a, ngươi còn nói là biện pháp tốt. Nhưng mà, căn bản không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, phong lôi tuyệt trên người khí thế cũng đã nhảy lên tới cực điểm, thân thể cũng nhanh chóng tăng vọt, đây không phải chuẩn bị tự bạo lại là cái gì đâu. Mau trốn, có người kêu to một tiếng, bốn phía quần chúng không muốn sống đồng dạng hướng về bốn phía điên cuồng bỏ chạy. Gần như đồng thời, phong lôi tuyệt không muốn sống đồng dạng nhào về phía kiếm thiên hồng cùng thiên kiếm đế vực tu sĩ vị trí, lần này cử động, nhưng đem thiên kiếm đế vực tu sĩ mặt đều dọa xanh lét. Nhị tiểu thư, mau trốn, thiên kiếm đế vực tu sĩ gào thét, phong lôi tuyệt mắt thấy liền đi tới phụ cận, không trốn nữa có thể đã muộn. Thần vương cảnh tiền kỳ cường giả tự bạo, uy lực tuyệt đối đủ để oanh sát bình thường thần vương cảnh trung kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả thần vương cảnh hậu kỳ đều khả năng trọng thương. Bọn họ những người này, đại bộ phận đều chỉ là cổ thần cảnh tu vi mà thôi, nếu như không trốn, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, coi như bọn họ trốn, cũng căn bản không kịp, phong lôi tuyệt châm đối liền là thiên kiếm đế vực tu sĩ. Tiểu tử, ta liền nói ngươi làm sao hảo tâm tha bọn họ, nguyên lai ngươi đã sớm đối bọn họ động thủ. Bạch ma âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói, hắn cũng bị Tiêu Phàm chiêu này cho khiếp sợ đến. Ta giết bọn họ, cuối cùng không phải chuyện tốt, tạm thời ta còn không nghĩ triệt để đắc tội những cái này đế vực tu sĩ. Tiêu Phàm híp hai mắt, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Nếu như không phải hắn không muốn tự mình động thủ sát kiếm thiên hồng cùng phong lôi tuyệt bọn họ, Tiêu Phàm lại làm sao có thể đợi đến hiện tại thế nào? Vừa mới công sát kiếm thiên hồng một kích, liền đủ để diệt sát nàng, chỉ là Tiêu Phàm cũng không có muốn nàng tính mệnh mà thôi. Mà hiện tại, phong lôi tuyệt cùng Thương Vân Hải đã thương nặng phong lôi diễn cùng kiếm thiên vũ, phong lôi tuyệt lại tự bạo giết chết kiếm thiên hồng cùng thiên kiếm đế vực tu sĩ, Tiêu Phàm cũng liền hoàn toàn thoát ly liên quan. Dù là ở đây tất cả mọi người đều biết rõ, chuyện này cùng Tiêu Phàm có quan hệ, nhưng chứng cứ này lại là không tồn tại. Phong lôi tuyệt, ngươi dám, kiếm thiên vũ giống như dã thú gào thét, nơi đó có thể đều là bọn họ thiên kiếm đế vực tu sĩ a, phong lôi tuyệt tự bạo, người nào có thể còn sống sót. Bảo, nhưng mà, phong lôi tuyệt căn bản không có để ý tới kiếm thiên vũ, mà là nhếch miệng cười một tiếng, lập tức quát lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên nổ tung, bàng bạc năng lượng ba động bao phủ cả tòa thần vương thành. Chạy trốn tới nơi xa tu sĩ chỉ nhìn thấy một cái to lớn năng lượng quang cầu quét ngang mà ra, lần này tự bạo, đoán chừng thần vương thành đều sẽ bị hủy đi hơn phân nửa. Mà ở quả cầu ánh sáng kia phạm vi, cho dù là thần vương cảnh tiền kỳ, cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma tự nhiên đã sớm chạy trốn tới nơi xa, nhìn xem kia hủy diệt tính năng lượng quang cầu, Tiêu Phàm cũng là hơi hơi kinh ngạc, thần vương cảnh tự bạo uy lực thật đúng là không phải bình thường lớn. Ngươi cho rằng a, Bạch Ma mở ra liếc mắt nói, Tiêu Phàm lại là tà tà cười một tiếng, nói thần vương cảnh làm pháo hoa nhìn, cũng không tệ. Chương 2696, tạm thời kết thúc thần vương cảnh tự bạo làm pháo hoa. Bạch Ma nghe được Tiêu Phàm lời nói, khóe miệng có chút co lại, bất quá trong lòng của hắn càng thêm tò mò, không nhịn được hỏi, tiểu tử, ngươi dùng thủ đoạn gì nhường phong lôi tuyệt tự bạo? Bí mật, Tiêu Phàm cười thần bí. Có thể thao túng phong lôi tuyệt cùng Thương Vân Hải tự nhiên là cấm thần tỏa hồn ấn, này ấn ký lưu ở đối phương linh hồn chỗ sâu, căn bản không cách nào phát hiện. Mà chủng ma chi thuật, bị thi thuật giả mình là rõ ràng, hai loại thủ đoạn lập tức phân cao thấp. Không nói thì không nói. Bạch ma bĩu môi, trong lòng có chút khó chịu, nhưng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Lúc này, hai người tâm thần liền bị bốn phía kêu rên hấp dẫn, lại là mặt đất khắp nơi cụt tay cụt chân, máu tươi chảy ngang. Phong lôi tuyệt tự bạo, uy lực tuyệt luân, những cái kia cách nhau khá gần tu sĩ, toàn bộ đều tai bay vạ gió. Không ít người càng là bỏ mình đạo tiêu. Hư không bên trong, từng đạo quang vũ lấp lóe, hướng về tứ phía tám bay vụt mà ra, tựa như tùy thời đều muốn tiêu tán một dạng. Tiêu Phàm nhìn thấy, đưa tay một chiêu, tất cả lưu quang hoàn toàn bị một cỗ lực lượng bao trùm, cuối cùng xuất vào bên hông quân công bài. Dĩ nhiên toàn bộ đều là quân công trị, hơn nữa đạt đến 94 vạn nhiều. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Hắn phấn đấu 3-4 năm, mới chiếm được khoảng 100 vạn quân công trị, mà hiện tại, vẻn vẹn chốc lát, hắn liền được 94 vạn quân công trị,
này khiến Tiêu Phàm như thế nào không kinh ngạc đây. Tăng thêm trước đó quân công trị, Tiêu Phàm quân công trị cũng đã vừa lúc bước qua 200 vạn đại quan. Này mua bán có lời, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, vừa mới phong lôi tuyệt tự bạo, đánh giết đông đảo mấy cái thần vương, còn có 30-40 cổ thần cảnh cường giả, quân công trị tự nhiên không ít. Bất quá bình quân xuống tới, này quân công trị cũng không tính nhiều, mỗi người cũng liền 2-3 vạn mà thôi. Có thể đi đến bách sát tháp 50 tầng, những người này thiên phú đều xem như đỉnh tiêm, 3-4 năm thời gian lấy được 2-3 vạn quân công trị, nhưng cũng đang trong dự liệu. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ đến, phong lôi tuyệt tự bạo giết chết người, quân công trị cũng có thể bị bản thân quân công bài hấp thu. Kiếm Hồng Trần, ta Thiên Kiếm Đế vực cùng ngươi thể không bỏ qua. Nơi xa, Kiếm Thiên Vũ ngửa mặt lên trời nộ khiếu, hai mắt đỏ bừng như máu, giống như dã thú. Kiếm Thiên Hồng chờ 20-30 Thiên Kiếm Đế vực tu sĩ ở hắn dưới mắt bỏ mình đạo tiêu, khẩu khí này, hắn như thế nào nuốt xuống đây? Lại liên qua ta, Tiêu Phàm một mặt im lặng nhìn xem Kiếm Thiên Vũ, đây là phong lôi tuyệt tự bạo được a, cùng ta có quan hệ gì? Hừ, việc này tuyệt đối là ngươi tạo thành, Kiếm Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Đã ngươi muốn cùng ta không chết không thôi, kia, Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung bỗng biến mất, chiếm lấy vô tận băng lãnh, ngươi cũng chết a. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên bắn nhanh ra, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, chớp mắt liền xuất hiện ở Kiếm Thiên Vũ trước người. Kiếm Thiên Vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, căn bản không dám cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong, đừng nói hắn giờ phút này người bị trọng thương, liền là toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ. Hắn trực tiếp thiêu đốt bản thân khí huyết, hóa thành một đạo huyết quang bắn về phía chân trời, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Thần vương cảnh trung kỳ thiêu đốt khí huyết, thi triển huyết độn chi thuật, cho dù là Tiêu Phàm, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Chạy trốn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn mới vừa chuẩn bị đuổi theo, lại là đột nhiên mất đi Kiếm Thiên Vũ khí tức, tựa như hư không tiêu thất một dạng. Tiêu Phàm nháy mắt nghĩ tới cái gì, Kiếm Thiên Vũ đoán chừng là sử dụng huyết linh thạch phá vỡ không gian bích lũy, tiến vào đệ ngũ tầng 11. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới quay đầu nhìn về phía bốn phía tu sĩ, vẻn vẹn một cái ánh mắt, liền đem đám người dọa đến tim mật phát lạnh. Đám người không phải đồ đần. Bọn họ mặc dù không biết Tiêu Phàm dùng thủ đoạn gì nhường phong lôi tuyệt tự bạo, nhưng phong lôi tuyệt cùng Kiếm Thiên Hồng chết, tuyệt đối là Tiêu Phàm một tay tạo thành. Nếu là Tiêu Phàm đối bọn họ bất lợi, bọn họ lại có ai là Tiêu Phàm đối thủ đây? Người nào còn dám tới tìm ta phiền phức, Kiếm Mỗ phụng bồi đến cùng, ta ở Thần Vương Thành lưu lại 3 tháng, muốn tìm phiền phức kịp thời. Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua đám người, nhàn nhạt phun ra một câu. Tìm ngươi phiền phức. Đám người khóe miệng nhỏ bé rút, trong lòng thầm nói, chúng ta chỗ nào còn có lá gan này, người không tìm chúng ta phiền phức liền thắp hương bái Phật. Tiêu Phàm chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại nhìn thoáng qua dưới mặt đất hố sâu, thân hình lần nữa lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở bạch ma trước người, lên tiếng chào, trực tiếp hướng về nơi xa đi đến. Thẳng đến Tiêu Phàm cùng bạch ma rời đi, đoàn người lúc này mới lấy lại tinh thần, rất nhiều người sắc mặt trắng bệch vô cùng. Thiếu chút nữa thì đứng không vững, mềm ngã trên mặt đất. Kiếm Hồng Trần thật đáng sợ, một cái ánh mắt, liền dọa đến ta run rẩy. Lần này, Thiên Kiếm Đế vực, Thương Lan Đế vực cùng Phong Lôi Đế vực ở trong tay Kiếm Hồng Trần ăn một lần thiệt thòi lớn, đoán chừng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy a, một khi bách sát chiến trường kết thúc, này Tam Đại Đế vực, lại tăng thêm Vạn La Đế vực cùng Đại Hoang Đế vực, đều sẽ trừ cho thống khoái. Ta cảm thấy Kiếm Hồng Trần chưa chắc sẽ chết, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện a? Từ đầu đến cuối, Kiếm Hồng Trần đều chỉ ra 2 lần tay, nhưng chưa bao giờ giết người, có thể bởi vì hắn mà người chết lại là không ít. Tốt nhất vẫn là không muốn cùng Kiếm Hồng Trần là địch. Đám người ngươi một lời ta một câu, mỗi người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, bọn họ những người này, đều bỏ đi cùng Tiêu Phàm là địch ý niệm. Tiêu Phàm thực lực rất đáng sợ, nhưng không đánh mà thắng thủ đoạn. Càng là để bọn hắn sợ hãi. Đoàn người chậm rãi tán đi, trong lòng âm thầm thề, về sau nhìn thấy Tiêu Phàm, nhất định trốn tránh, tốt nhất đừng đắc tội tên sát tinh này. Theo lấy đám người rời đi, việc này cũng tạm thời cáo một giai đoạn, chỉ ít trong thời gian ngắn, tuyệt đối không ai dám tìm đến Tiêu Phàm phiền toái. Mà giờ khắc này,
Tiêu Phàm cùng Bạch Ma lại là tìm một gian khách sạn ngủ lại, đối ngoại giới sự tình không có bất luận cái gì quan tâm. Tiểu tử, người thật lưu ở nơi này, không lo lắng bọn họ lại tới tìm ngươi phiền phức. Bạch Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói, hơn nữa, ngươi nói cho bọn hắn, ngươi sẽ ở trong này lưu lại 3 tháng, thấy thế nào đều là ngươi cố ý ở chiêu cừu hận. Có ngươi ở, ta có cái gì cần lo lắng? Tiêu Phàm nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói ra. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Nam Cung tiểu tử bọn họ an nguy? Bạch Ma ngưng tiếng nói, tìm như thế liền đều không có Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ tung tích, hắn đều có chút lo lắng. Liền là bởi vì tìm không thấy, cho nên ta mới để bọn hắn tới tìm ta. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Nói không lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ an nguy, đó là không có khả năng, chỉ là Bách Sát Tháp quá mức rộng lớn, muốn tìm 3 người giống như mỏ kim đáy biển, nói thế nào dễ dàng. Cùng với như thế, còn không bằng nhường Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ tìm đến chính hắn, vừa mới hắn cố ý nói cho tất cả mọi người, hắn muốn ở Thần Vương Thành lưu lại 3 tháng. Liền là muốn mượn nhờ những người này miệng, đem này tin tức truyền đi. Nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu 3 người tiến nhập Bách Sát Tháp 50 tầng về sau, nhất định sẽ lấy được tin tức này, so chính hắn đi tìm muốn tiết kiệm sự tình rất nhiều. Cao, Bạch Ma nghĩ rõ ràng trong đó ý tứ, không nhịn được tán thán nói. Là ngươi quá ngu ngốc, Tiêu Phàm mở ra Bạch Nhãn, không thèm để ý Bạch Ma, trực tiếp đi vào phòng. Chương 2697 Hành tung Bách Sát Các. Quân công bảng màn sáng phía dưới, ngồi 2 đạo thân ảnh, đó là một cái trung niên nam tử cùng một cái hắc bào lão giả, 2 người thỉnh thoảng quan sát phía trên bài danh. Đột nhiên, quân công bảng phía trên quang mang thiểm thước, một cái tên bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy vọt, từ hạng 20, trực tiếp nhảy đến 12 tên. A, nam tử trung niên đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, trong mắt lóe qua một vòng dị sắc. Lãng Thiên A. Ngươi có thể hay không đừng ngạc nhiên như vậy. Hắc bào lão giả nhíu mày, chậm rãi mở ra 2 mắt nói. Không phải a, Hứa lão, ngươi nhìn quân công bảng bài danh. Nam tử trung niên lại là một mặt kinh hỉ nhìn xem quân công bảng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mỗi ngày nhìn xem, còn không phải mỗi ngày đều là hình dáng này. Hắc bào lão giả Hứa lão lơ đễnh nói. Uể oải nâng lên con ngươi nhìn về phía quân công bảng, từ trên xuống dưới quét hướng phía dưới. Đột nhiên, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên dừng lại ở một cái danh tự phía trên, tên thứ 12. Làm sao có thể đột nhiên tấn cấp 12 tên, cũng khó trách Hứa lão như thế kinh ngạc, quân công bảng càng là bài danh phía trên, muốn tiến lên một cái tên lại càng gian nan. Có thể trước đó bọn họ nhìn thấy quân công bảng, kiếm hồng trần 3 chữ này. Còn xếp hạng đệ nhị 10 tên, nhưng mà vẻn vẹn một canh giờ không đến thời gian, liền nhảy tới tên thứ 12, này khiến hắn như thế nào tin tưởng đây? Một canh giờ, không, hẳn là chỉ có chốc lát thời gian, liền được hơn 100 vạn quân công trị, người này tuyệt đối là yêu nghiệt a. Nam tử trung niên từ đáy lòng tán dương. Vậy cũng chưa hẳn, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy lấy được hơn 100 vạn quân công trị, 89/10 là vây giết không ít nhân tộc tu sĩ. Hứa lão lại là lắc lắc đầu. Hứa lão nói có đạo lý, bất quá, Bách Sát chiến trường, không phải liền là ma luyện chi địa sao? Nam tử trung niên lại là chẳng hề để ý nói ra, trong lòng đối Tiêu Phàm tràn đầy chờ mong. Hứa lão không còn nhiều lời, hắn nội tâm chỗ sâu vẫn là không hy vọng nhân tộc tự tương tàn sát, bất quá hắn cũng rõ ràng, Bách Sát chiến trường chỗ đó, không giết người nghĩ sống sót, cơ bản là không thể nào. Nếu như kẻ này có thể tiến vào top 10 mà nói, ta liền lập tức tiến về Vạn La Đế Vực, dẫn hắn đến Bách Sát Các. Nam tử trung niên một mặt hưng phấn nói. Hứa lão chỉ là mở ra Bạch Nhãn, không có ở nói thêm cái gì. Bách Sát Tháp, đệ thất 10 tầng, một tòa đen kịt sơn cốc bên trong, có 3 đạo thân ảnh đang ở điên cuồng nghiền sát dị ma, 3 người bộ dáng có chút chật vật, nhưng chiến ý mãnh liệt. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau. Sơn cốc bên trong dị ma liền bị 3 người đổ sát hầu như không còn. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tự nhiên có thể nhận ra, 3 người này chính là hắn đang tìm kiếm Nam Cung Tiêu Tiêu, Quân Nhược Hoan cùng Cổ Nhược Trần. Giờ phút này, 3 người trên người phát ra khí tức 10 phần cường hoành, không biết so tiến vào Bách Sát Tháp trước đó cường đại gấp bao nhiêu lần. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn xem đầy đất thi thể,
nhíu mày một cái nói, thần vương cảnh tiền kỳ dĩ ma, thực lực quá kém, một tầng này, đối với chúng ta tới nói cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, những cái kia dị ma thi thể chậm rãi hóa thành từng đạo hắc vụ tiêu tán ra. Vậy liền tiến vào tầng tiếp theo a. Cổ Nhược Trần gật đầu nói, đã có chút sục dịch. Bách sát tháp cũng đã mở ra hơn một năm, không biết công tử đến chỗ nào. Quân Nhược Hoan nhìn về phía chân trời, trong thần sắc có một tia lo lắng. Yên tâm đi, lấy lão tam kia biến thái thực lực, sớm muộn sẽ vượt qua chúng ta, lấy hắn thực lực, nói câu cuồng vọng lời nói, người trong bách sát tháp, đoán chừng không thể đủ giết chết hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Cũng đúng, có bạch ma tiền bối ở bên cạnh hắn, đoán chừng đại đế phía dưới, không có người có thể giết chết công tử. Quân Nhược Hoan cũng gật gật đầu, trong mắt lóe qua một vòng kính sợ. Chờ chút, có người đến. Cổ Nhược Trần đột nhiên thần sắc cứng lại, ba người nhanh chóng thu liếm khí tức, ẩn tàng ở trong cổ lâm. Hô hô, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, một đầu cắm vào cổ lâm, từ Nam Cung Tiêu Tiêu ba người cách đó không xa đi ngang qua, một lát sau, từng đạo thanh âm vang lên. Các ngươi nghe nói a, Vạn La Đế vực Kiếm Hồng Trần lại đắc tội Tam Đại Đế vực, hơn nữa còn phát ngôn bừa bãi, hắn ngay ở Thần Vương Thành chờ lấy muốn tìm hắn báo thù người. Kẻ này thật đúng là không coi ai ra gì a, cùng tuổi một đời, có thể giết hắn có khối người, chỉ là cái kia chút yêu nghiệt cấp nhân vật, căn bản chướng mắt hắn loại tiểu nhân vật này mà thôi. Vậy cũng xác thực, nghe nói có người cũng đã xông qua 80 tầng, đồng thời đột phá đến Thần Vương Cảnh hậu kỳ. Kiếm Hồng Trần cùng bọn họ so sánh, vẫn như cũ xa xa không bằng a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như ta đứng ở Kiếm Hồng Trần góc độ, nhất định sẽ càng thêm phẫn nộ, tất nhiên sẽ diệt Vạn La Đế vực mới có thể phát tiết hận. Các ngươi đoán, Đại Hoang Đế vực cùng Ngũ Đại Đế vực tu sĩ, có dám hay không đi tìm Kiếm Hồng Trần phiền phức? Mấy người xì xào bàn tán, thanh âm chậm rãi đi xa, bọn họ cũng không có ở nơi này dừng lại. Thẳng đến mấy người đi xa, Nam Cung Tiêu Tiêu ba người thân ảnh lúc này mới lộ ra đến, mấy người trên mặt lộ ra kinh ngạc. Lão Tam ở Thần Vương Thành, Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, hận không thể lập tức trở về Thần Vương Thành một dạng. Bọn họ lời nói đoán chừng quá bất khả tin, các ngươi nói, có khả năng hay không cố ý lừa gạt chúng ta trở về. Quân Nhược Hoan thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Có phải hay không lừa gạt chúng ta không biết. Nhưng từ bọn họ trong lời nói, chúng ta có thể đánh giá ra một chút tin tức, công tử hẳn là không sợ Ngũ Đại Đế vực người. Cổ Nhược Trần phân tích nói. Ta ngược lại là có loại cảm giác, này tin tức là thật, hơn nữa Lão Tam cố ý thả ra tin tức, là muốn cho chúng ta đi tìm hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu nói. Thế nhưng là trở về nhất định phải huyết linh thạch, chúng ta ba người trên người cộng lại, cũng chỉ có hơn 20 khối, chỉ đủ một người trở về. Quân Nhược Hoan cau mày nói. Quân huynh, nếu không ngươi trở về cho công tử báo một tiếng bình an. Cổ Nhược Trần suy nghĩ một chút nói. Không sai, quân huynh, ngươi trở về đi, ta và cổ huynh tại một tầng này cũng nhiều ngốc một chút thời gian, chờ các ngươi đến. Nam Cung Tiêu Tiêu cười nói, lật ra bàn tay, mấy cái huyết linh thạch hiển lộ mà ra. Quân Nhược Hoan trầm ngâm lúc này, điểm cuối cùng gật đầu, tiếp nhận huyết linh thạch. Đúng rồi. Quân huynh, người nếu trở về, nhớ kỹ nói cho Lão Tam, kiếm tử bọn họ, hẳn là cũng không sai biệt lắm đến 60 tầng, cho hắn để tỉnh một câu. Nam Cung Tiêu Tiêu lại bổ sung một câu nói. Tốt, các ngươi cũng bảo trọng. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, lập tức bóp nát một khối huyết linh thạch, một đạo huyết sắc cột sáng xuất hiện, Quân Nhược Hoan một bước bước tiến vào, nháy mắt không thấy bóng dáng. Cổ huynh, chúng ta tiếp tục a, kiếm nhiều một chút quân công cũng tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười nói. Thần Vương Thành, Tiêu Phàm vị trí gian phòng, từng đạo thần liên ở hắn quanh thân xuyên toa, xen lẫn, Tiêu Phàm trên người trán phóng một cỗ yếu ẩn nếu không có khí tức. Một tiếng vang giòn, tất cả pháp tắc thần liên bỗng nhiên bạo tán mà ra, Tiêu Phàm thân thể hơi hơi chấn động. Ai, lại thất bại, lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc ảo diệu cùng pháp tắc ảo diệu đệ nhị trọng thật đúng là không phải bình thường khó khăn. Ba tháng, ta dĩ nhiên vẻn vẹn chạm tới phong chi pháp tắc loại thứ hai ảo diệu biên giới. Tiêu Phàm lắc lắc đầu thở dài một hơi, trên mặt đều là vẻ thất vọng. Ba tháng thời gian chớp mắt liền qua,
Trong thời gian này ngược lại là không có người tìm đến Tiêu Phàm phiền phức, Tiêu Phàm cũng khó được bình tĩnh lại tu luyện 3 tháng. Đáng tiếc, hắn ở thời không pháp tắc, sinh tử pháp tắc cùng sát lục pháp tắc phương diện không thu hoạch được gì, ngược lại là phong chi pháp tắc, Tiêu Phàm ẩn ẩn chạm tới loại thứ hai ảo diệu. Một bên nằm sấp Bạch Ma nghe được Tiêu Phàm lời nói, tức khắc có chút khó chịu, tiểu tử, ngươi cho rằng thần vương cảnh dễ dàng như vậy đột phá a? Cự ly lĩnh ngộ sát lục pháp tắc ảo diệu cũng liền hơn nửa năm thời gian mà thôi, ngươi liền muốn lĩnh ngộ một loại khác ảo diệu. Cũng khó trách Bạch Ma khó chịu, Tiêu Phàm lời này quá đả kích người, hắn Bạch Ma ban đầu ở thần vương cảnh đột phá một cái tiểu cảnh giới, chí ít cũng phải hoa mấy năm thời gian. Đây là bởi vì Bạch Ma thiên phú tương đối cường đại, bình thường thần vương cảnh, mỗi đột phá một tầng cảnh giới, làm sao cũng phải hoa thời gian mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Mấy ngàn năm cũng nói không chừng. Nếu như thần vương cảnh dễ dàng như vậy đột phá, kia trong thiên hạ, thần vương cảnh sớm đã đi đầy đất. Tiêu Phàm ngược lại tốt, mấy tháng không có lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc ảo diệu, liền ai thanh thở dài, đây không phải đả kích người sao? Thời gian nửa năm, chẳng lẽ không phải dài lắm sao? Tiêu Phàm bĩu môi nói. Từ tu luyện tới bây giờ, hắn Tiêu Phàm lần nào đột phá, sẽ tiêu thời gian dài như vậy. Nhưng bây giờ, hắn lĩnh ngộ một loại pháp tắc huyền ảo, đều muốn thời gian nửa năm, khó trách trong lòng không thoải mái. Nhất là lần trước lĩnh ngộ sát lục pháp tắc ảo diệu tử vong tự khúc, Tiêu Phàm càng là tàn sát gần một năm thời gian. Hắn rất rõ ràng bản thân rời đi bách sát chiến trường muốn đối mặt là cái gì, vô cùng có thể muốn cùng đại đế cường giả tranh phong. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ. Đó là tuyệt đối không có khả năng ứng đối vạn la đế vực cấp độ kia tuyệt thế cường giả, thậm chí thần vương cảnh hậu kỳ, đều rất không có khả năng. Dù sao, thần vương cảnh cùng đại đế cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn. Được, coi như ta cái gì đều không nói, ta đi đi. Bạch Ma thật sự là thụ đả kích, quay người liền hướng ngoài cửa đi đến. 3 tháng đã đến giờ, ta cũng nên đi ra ngoài một chút. Tiêu Phàm cũng đứng dậy. Hắn không phải loại kia một bế quan liền là rất nhiều năm người. Mỗi lần lĩnh ngộ, đều là đang chiến đấu và trong tự nhiên thu hoạch được, loại này bế quan tu luyện, Tiêu Phàm thu hoạch ngược lại rất ít. Ra khỏi phòng, rõ ràng không khí nhào tới trước mặt, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra một dạng. Phong, Tiêu Phàm tham lam hít sâu mấy khẩu khí, trong cõi u minh tựa như bắt được cái gì, nhưng lại nắm chặt không được. Hơn nữa, càng là nghĩ nắm chặt, liền sói mòn càng nhanh. Gió, không chỗ nào không có, phong chi pháp tắc ảo diệu, cùng phong chi huyền ảo cùng áo nghĩa, có vẻ như cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn trong đầu đột nhiên lóe qua một vài bức hình ảnh, đó là hắn từng ở chiến tông cảnh lĩnh ngộ phong chi ý, chiến vương cảnh lĩnh ngộ phong chi thế, chiến thần cảnh lĩnh ngộ phong chi huyền ảo hình ảnh. Mà bây giờ, hắn lĩnh ngộ lại là phong chi pháp tắc. Pháp tắc, mặc dù áp đảo ý, thế cùng huyền ảo, nhưng bọn hắn đều bản chất là giống nhau, đều là mượn nhờ phong lực lượng. Đều là phong lực lượng, Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, đột nhiên nhắm mắt lại, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, chung quanh gió lại là nhanh chóng hướng về hắn xoay tròn. Tiểu tử này, lại đốn ngộ, Bạch Ma khóe miệng có chút co lại, tựa như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa mới hắn còn nói không có lĩnh ngộ phong chi pháp tắc ảo diệu, có thể này vừa mới đi ra ngoài, dĩ nhiên liền tiến nhập đốn ngộ, này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc. Cùng tiểu tử này so, đều phải tức chết người. Bạch Ma trong lòng hơi hơi không cam lòng nói, ai, ta chính là một khổ cực mệnh, lại được thay hắn hộ pháp. Nghĩ tới cái này, Bạch Ma phiền muộn vô cùng, bản thân vừa mới còn nói muốn đi ra ngoài một chút đây, bây giờ dĩ nhiên lại chỉ có thể hủy bỏ. Giờ phút này, Tiêu Phàm quanh thân gió càng ngày càng lớn, nhưng mà quỷ dị là, tất cả gió đều không có tới gần hắn mảy may. Tiêu Phàm mỗi một cái hô hấp, đều 10 phần có quy luật, tựa như cùng chung quanh gió đạt đến đồng dạng tần suất. Đây không phải là phong chi luật động sao? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp, sợ phá vỡ loại nhịp điệu này. Hắn cũng không phải tiến nhập đốn ngộ trạng thái, chỉ là có chỗ lĩnh ngộ mà thôi. Hắn não hải trung niên không ngừng hồi tưởng lên lúc trước lĩnh ngộ phong ý, phong thế cùng phong chi huyền ảo từng màn, trong lòng đối phong chi pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng thêm minh lãng. Không đúng, đây không phải phong chi luật động, mà là phong chi mạch động,
gió liền tựa như sinh linh đồng dạng, cũng có hô hấp. Tiêu Phàm trong lòng sáng lên. Những ngày qua, hắn một mực minh tư khổ tưởng vấn đề, rốt cục sáng tỏ thông suốt, trong lòng rất muốn cười to. Nhưng là hắn không dám, hắn hiện tại quan trọng tóm chặt lấy loại nhịp điệu này, chân chính lĩnh ngộ được phong chi mạch động. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm chung quanh đột nhiên chán phóng từng đạo thần liên quang mang, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, Tiêu Phàm thân thể cũng chậm chậm thoát ly mặt đất. Hắn cũng không có thi triển ngự không năng lực, nhưng lại bị gió kéo lên, dưới chân hắn, càng là giống như thực thể, tựa như dẫm ở mặt đất đồng dạng an tâm. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm chậm rãi mở ra hai mắt, con người cũng chậm chậm biến thành huyết sắc, trong mắt hắn thế giới nháy mắt phát sinh rất lớn biến hóa. Nguyên bản ảm đạm 50 tầng, ở trong mắt hắn, lại là biến sáng chói vô cùng, hư không vô số phong chi pháp tắc thần liên, càng là rõ ràng lạc ấn ở trong hắn ánh mắt. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, thu liễm tất cả thần lực và linh hồn lực lượng, chậm rãi phóng ra bước chân, dẫm đạp phong chi thần liên tiết điểm phía trên. A, Bạch Ma đột nhiên kinh dị một tiếng, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hiển nhiên cũng nhìn ra Tiêu Phàm giờ phút này trạng thái. Lúc này Tiêu Phàm, chỉ là một cái người bình thường mà thôi, cùng phàm nhân không khác, nhưng Tiêu Phàm lại là chân chân thực thực bay lên, này khiến hắn như thế nào không quan tâm. Tiêu Phàm lại là bất vi sở động, nhanh chóng bắt lấy phong chi pháp tắc thần liên tiết điểm, kia tiết điểm đang lấy một loại nào đó tốc độ rung động, cực kỳ huyền diệu. Hô, Tiêu Phàm lần nữa phóng ra bước chân, chuẩn xác dẫm ở đó tiết điểm phía trên, hắn rõ ràng cảm nhận được. Phong chi pháp tắc thần liên nhẹ run một cái, liền tựa như người hô hấp một dạng. Quả nhiên là phong chi mạch động, liền tựa như người hô hấp. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra an ủi tiếu dung. Bận rộn 3 tháng, bản thân rốt cục xem như lĩnh ngộ phong chi pháp tắc loại thứ hai ảo diệu, nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại liền có thể đột phá thần vương cảnh trung kỳ. Chỉ là Tiêu Phàm hiện tại không có khả năng đột phá thần vương cảnh trung kỳ. Đối với hắn như vậy thực lực cũng không có quá lớn tăng lên, chỉ là công kích thủ đoạn hơi cường đại một điểm mà thôi. Mỗi một cái cảnh giới, đều có một cái cực hạn, Tiêu Phàm muốn làm liền là nghiền ép tự thân cực hạn, đợi đến đột phá thần vương cảnh trung kỳ, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Đột nhiên, Tiêu Phàm đưa tay một chiêu, cuồn cuộn pháp tắc thần liên tràn vào Tiêu Phàm thể nội, sau một khắc, Tiêu Phàm chỉ cảm giác thể nội kinh mạch bị cuồn cuộn lực lượng cọ rửa, thống khổ đến cực điểm. Bất quá Tiêu Phàm lại là liền hừ đều không hừ một tiếng, điểm thống khổ này, đối với tu luyện vô tận chiến điển hắn tới nói, căn bản không tính là gì. Tiểu tử này điên rồi sao, dĩ nhiên dùng pháp tắc thần liên đến rèn luyện nhục thân. Bạch Ma trợn to hai mắt, giống như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Pháp tắc thần liên rèn luyện nhục thân, đây chính là tuyệt thế thể tu mới dám bước đi a, Tiêu Phàm dĩ nhiên cũng dám thử nghiệm. Bạch Ma lại là không biết. Tiêu Phàm chính là thần thể song tu, chỉ là hắn đồng dạng không có bại lộ bản thân cường hãn nhục thân mà thôi, bằng vào thần thông cùng pháp tắc, liền có thể nghiền ép đại bộ phận đối thủ. Thật lâu, Tiêu Phàm chung quanh động tĩnh lúc này mới bình tĩnh trở lại, hắn phát hiện, bản thân thể nội kinh mạch dĩ nhiên làm lớn ra hơn 2 lần, giống như tinh hà lao nhanh, thật lâu không dứt. Phong chi mạch động, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, đột nhiên, cả người biến mất ở nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện, đã là ở Bạch Ma sau lưng, Bạch Ma dọa đến vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy, tựa như gặp được quỷ một dạng. Tiểu tử, người đây là cái gì tốc độ? Bạch Ma kinh ngạc nhìn xem bản thân nguyên lai vị trí địa phương, bất khả tư nghị nói. Phong chi mạch động, Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Người tiểu tử đơn giản liền là đi ra ngoài dẫm đạp cứt chó. Bạch Ma tức giận chừng Tiêu Phàm một cái. Này vừa mới đi ra ngoài liền lĩnh ngộ được phong chi pháp tắc ảo diệu, không phải dẫm lên cứt chó lại là cái gì đâu. Tiêu Phàm ngược lại là không có phản bác, nhưng hắn cũng biết rõ, nếu như không có 3 tháng này tu luyện, bản thân cũng không có khả năng đột nhiên nghĩ rõ ràng trong đó ảo diệu. Bất quá tiểu tử, người cũng đừng đắc ý quá sớm, này phong chi mạch động mặc dù rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng hẳn không có gió tốc độ đệ nhị trọng nhanh. Bạch Ma hợp thời đả kích nói. Như vậy sao, Tiêu Phàm lại là lộ ra như có điều suy nghĩ, bản thân có vẻ như quên điểm này, dừng một chút, lại nói, nếu như ta đem phong chi mạch động lĩnh ngộ được đệ nhị trọng đây. Lĩnh ngộ đệ nhất trọng phong chi mạch động ngươi liền cảm thấy rất khó,
muốn lĩnh ngộ đệ nhị trọng, ngươi cứ nói đi. Bạch Ma lại là lắc lắc đầu, hắn không phải xem trọng Tiêu Phàm có thể lĩnh ngộ đệ nhị trọng phong chi mạch động. Không thử xem làm sao biết rõ đây, Tiêu Phàm lại là không tin ta. Tùy ngươi a, Bạch Ma một mặt im lặng nói, bất quá, ngươi tiểu tử dĩ nhiên dùng pháp tắc chi lực rèn luyện nhục thân, điểm này bản đế ngược lại là bội phục ngươi, đồng dạng chỉ có tuyệt thế thể tu mới dám làm như thế. Tuyệt thế thể tu sao? Tiêu Phàm không có ý tứ sờ lỗ mũi một cái, bản thân có vẻ như cũng coi như là tuyệt thế thể tu a. Đúng rồi Tiểu Bạch, đột phá thần vương cảnh trung kỳ, còn có thể lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc sao? Tiêu Phàm đột nhiên ngưng tiếng hỏi. Có thể, nhưng là càng thêm khó khăn. Bạch Ma tự nhiên nhìn ra Tiêu Phàm ý nghĩ, bất quá ta khuyên ngươi, nếu như ngươi muốn lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc, tốt nhất ở thần vương cảnh tiền kỳ lĩnh ngộ. Một khi đột phá thần vương cảnh trung kỳ, người lĩnh ngộ pháp tắc chi lực liền sẽ thành hình, đến lúc đó muốn lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc chi lực, sẽ gặp người thể nội pháp tắc chi lực bài xích, hơn nữa, người cũng rất khó cảm ứng được mặt khác pháp tắc chi lực. Tiêu Phàm cau mày, hắn còn là lần thứ nhất nghe được dạng này thuyết pháp. Lúc này, Bạch Ma thanh âm lại vang lên, kỳ thật, ở thần vương cảnh tiền kỳ lĩnh ngộ 7-8 loại pháp tắc chi lực, thậm chí 9 loại pháp tắc chi lực người đều có. Cái gì? Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Đừng kinh ngạc, chỉ ta là nhìn thấy qua, hơn nữa còn có không ít. Bạch Ma ánh mắt bên trong lóe qua một vòng hồi ức, chỉ là, những người này đột phá lên quá khó khăn, cuối cùng bình thường đều chỉ có tự bỏ phần. Tiêu Phàm gật gật đầu, muốn để 9 loại pháp tắc chi lực đồng thời đột phá, tiêu phí thời gian, tuyệt đối không phải ngắn ngủi, đoán chừng hơn ngàn năm. Thậm chí trên vạn năm đều chưa hẳn có thể làm được. Đây cũng là hắn tại sao từ bỏ kim chi pháp tắc chờ mấy loại pháp tắc chi lực nguyên nhân một trong, bởi vì hắn không có đầy đủ thời gian. Đương nhiên, ngươi nếu là đồng thời đem 4 loại pháp tắc chi lực đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, bình thường đại đế, tuyệt đối không phải ngươi đối thủ. Bạch Ma lại nói, ta hết sức, Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu, này 4 loại pháp tắc chi lực, thế nhưng là hắn tinh chọn mảnh tuyển ra đến. Nguyên bản thế nhưng là 6 loại pháp tắc chi lực. Hắn có linh hồn phân liệt thiên phú, lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc chi lực, không thể so với người bình thường lĩnh ngộ 1 loại pháp tắc chi lực chậm. Người thời gian không nhiều, cự ly bách sát chiến trường kết thúc đoán chừng cũng chỉ có vài chục năm thời gian, nếu như người muốn lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc chi lực, chỉ có thể chờ đợi đột phá thần vương cảnh đỉnh phong lại nghĩ biện pháp, mặc dù rất khó, nhưng hoa đầy đủ thời gian lại là có khả năng thành công. Bạch Ma cười cười nói. Thôi đi, Tiêu Phàm trực tiếp lật Bạch Nhãn, trong lòng lại là thầm than, thần vương cảnh đỉnh phong, có vẻ như còn có chút xa xôi, còn không bằng trước luyện hóa thời không thiên châu. Tiểu tử, chúng ta ở chỗ này ngây người 3 tháng, cũng nên tiếp tục tiến vào tầng tiếp theo, người nghĩ mau chóng đột phá, có lẽ thời cơ ngay ở bách sát tháp cuối cùng bên mấy tầng. Bạch Ma lại nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, đợi 3 tháng thời gian. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ đều không có xuất hiện, tiếp tục chờ đợi, cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đạp không mà lên, hướng về Thần Vương Thành bên ngoài bay đi. Oanh, hai người sắp bước ra Thần Vương Thành thời khắc, đột nhiên nơi xa truyền đến từng tiếng nổ vang, hỏa quang trùng thiên, kiếm khí ngang dọc. Chuyện gì xảy ra, Bạch Ma nhíu mày. Đi nhìn xem chẳng phải biết, Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi, ngược lại cũng không lúc này. Lách mình liền hướng lấy thanh âm nơi phát ra bay đi. Mấy tức sau đó, vô số thân ảnh tức khắc in vào Tiêu Phàm đôi mắt, đám người vây thành một vòng, trung gian có mười mấy người đang ở điên cuồng công kích một người. Tiêu Phàm nhìn lại là nhìn thấy một đạo ăn mặc trường bào màu đen thân ảnh, đó là một cái 13-14 tuổi tuấn tú thiếu niên mắt ngọc mày ngài, mỏng mà gợi cảm bờ môi hơi hơi câu lên, giống như thanh tuyền đen nhánh mắt chán phóng bảo thạch quang mang. Rõ ràng là một cái tiểu hài, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng lại có đại gia phong phạm. Hắn mang theo một cái hoàng sắc cỏ non mũ, mi tâm có một đạo hắc sắc ấn ký, quả thực là 10 phần kỳ lạ cùng quỷ dị. Kỳ quang lấy hai chân lại không nhiễm một tia bụi bặm, cho người ta một loại thánh khiết, không thể khinh nhờn cảm giác. Làm sao có loại thân thiết cảm giác đây? Nhìn xem kia mũ rơm thiếu niên, Tiêu Phàm lẩm bẩm một câu. Mũ rơm thiếu niên cho Tiêu Phàm một loại thân thiết cảm giác, nhưng là lại cảm giác lạ lẫm, nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Tiểu tử,
cái này tiểu quỷ cùng ngươi dáng dấp có vẻ như có điểm giống, không phải là con của ngươi à. Bạch Ma đột nhiên nói ra, con ngươi ở Tiêu Phàm cùng mũ rơm thiếu niên trên người bồi hồi. Tiêu Phàm khóe miệng co quắp một trận, bản thân lão bà còn phong ấn ở chiến hồn đại lục đây, nơi nào đến nhi tử. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng lại là sinh ra một cái ý nghĩ, chờ thiên vũ vực sự tình kết thúc, mình cũng xác thực hẳn là đi tìm tiểu ma nữ, sinh con trai. Làm Tiêu Phàm đến thời khắc, mũ rơm thiếu niên ánh mắt cũng đột nhiên đầu tới, đột nhiên khóe miệng hơi hơi dương lên nói, ta lão đại đến, không cùng các ngươi xong. Thoại âm rơi xuống, mũ rơm thiếu niên đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, vây công hắn mười mấy người toàn bộ đều bay ngược mà ra, trong miệng không ngừng ho ra máu, trùng điệp chiếu xuống đường đi bốn phía. Đoàn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ đến, mũ rơm thiếu niên dĩ nhiên như thế cường đại, đây thật chỉ là một cái thiếu niên sao? Một cái thiếu niên, phất tay nghiền sát 10 cái cổ thần cảnh đỉnh phong, trong đó càng là còn có 1-2 cái thần vương cảnh cường giả, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người nào lại sẽ tin tưởng? Có thể trước mắt mũ rơm thiếu niên lại thật làm được, thần vương cảnh tiền kỳ cường giả, ở trước mặt hắn lại là không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Đoàn người lúc này mới ý thức được, vừa mới cỏ này mũ thiếu niên, là thật đang cùng bọn họ chơi đùa mà thôi. Làm đoàn người lấy lại tinh thần thời khắc, mũ rơm thiếu niên lại là đột nhiên hướng về nơi xa lao đi, thời gian nháy mắt, liền xuất hiện ở 2 đạo thân ảnh trước đó. Kiếm Hồng Trần, đoàn người nháy mắt nhận ra 2 đạo thân ảnh kia, ngoại trừ Tiêu Phàm cùng Bạch Ma, còn có thể có người nào. Nhưng mà sau một khắc, để đám người ngạt thở sự tình phát sinh. Chỉ thấy mũ rơm thiếu niên đi tới Tiêu Phàm trước mặt, đột nhiên nhếch miệng cười nói, lão đại, ta tới. Lão đại, rất nhiều người kém chút trực tiếp quỳ, cái này mũ rơm thiếu niên, dĩ nhiên xưng Kiếm Hồng Trần là lão đại. Phải biết, này thiếu niên có thể liền thần vương cảnh đều có thể tùy tiện nghiền sát a. Thiếu niên cứ như vậy cường đại, kia Kiếm Hồng Trần thực lực lại là biết bao kinh khủng đây. Ta lập thệ, về sau nhìn thấy Kiếm Hồng Trần, nhất định đường vòng đi. Có người âm thầm cắn răng lập thệ, về sau nhất định không thể đắc tội Tiêu Phàm tên sát tinh này. Rất nhiều người nhìn thấy tình thế không ổn, lặng lẽ hướng về nơi xa bỏ chạy. Mà lúc này, Tiêu Phàm cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mắt mũ rơm thiếu niên, lập tức lại nhìn một chút bốn phía, lại là phát hiện chung quanh cũng không có những người khác ảnh, chỉ có hắn và Bạch Ma. Tiểu Bạch, ngươi là hắn lão đại, Tiêu Phàm hơi hơi kinh dị nói. Không quen biết này tiểu quỷ, Bạch Ma lắc lắc đầu. Lão đại, là ta, mũ rơm thiếu niên lại là nhìn về phía Tiêu Phàm, nói. Ngươi xác định ta biết ngươi sao, hay là ngươi tìm lộn người? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem mũ rơm thiếu niên, trong lòng của hắn lại là 10 phần kinh ngạc bản thân làm sao có thêm một cái tiểu đệ, thật sự là cỏ này mũ thiếu niên thực lực quá mạnh. Nhất là trên người hắn phát ra cỗ kia khí chất, cực kỳ thần thánh. Thần thánh, Tiêu Phàm đột nhiên con ngươi co rụt lại, nháy mắt nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nhìn xem mũ rơm thiếu niên, run giọng nói, ngươi, ngươi là thí. Thần, ha ha, lão đại rốt cục nhận ra ta, mũ rơm thiếu niên ha ha cười nói. Tiêu Phàm lại là hơi sững sờ, hắn nhớ kỹ thí thần thôn phệ xuống tất cả thần tính tinh hoa sau đó, nói muốn hơn 1 năm thời gian mới có thể chạy đến, hiện tại tính toán, đã nhanh 2 năm rồi. Hơn nữa, lúc ấy thí thần lại là biến ảo thân người, hơn nữa biến ảo bộ dáng có vẻ như cùng hắn giống nhau như đúc. Tiêu Phàm không nghĩ đến là, thí thần hiện tại lại biến thành một cái thiếu niên, cẩn thận quan sát, thí thần xác thực cùng hắn khi còn bé có chút tương tự, khó trách Bạch Ma sẽ nói thí thần là hắn con trai. Nhưng là Bạch Ma lại là không bình tĩnh, bỗng nhiên rút lui mấy bước, kinh hãi nhìn xem mũ rơm thiếu niên nói, ngươi, ngươi là thí thần tổ thú. Cũng khó trách Bạch Ma khiếp sợ như vậy, thí thần tổ thú a, đây chính là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 tồn tại, hơn nữa còn cướp lấy hắn cái này thân thể cấp độ lực lượng, trở thành thần thú bảng thứ 16 thần thú. Hắn cái này thân thể, đối thí thần có loại bản năng e ngại. Trường sinh thú, thí thần nhếch miệng cười một tiếng, liếm liếm hơi mỏng bờ môi. Này đáng sợ Bạch Ma dọa cho phát sợ, nhất là thí thần trên người phát ra khí tức. Nhưng Bạch Ma đều sợ hãi đến cực điểm, đành phải ôm lấy cầu cứu ánh mắt nhìn hướng Tiêu Phàm. Thí thần, đây là Tiểu Bạch, người cũng hẳn là nhận biết. Tiêu Phàm mỉm cười,
hắn vẫn là lần thứ hai nhìn thấy bạch ma như thế sợ hãi, lần thứ nhất là ở huyết u minh. Lập tức Tiêu Phàm lại nhìn về phía thí thần nói, thí thần, người bây giờ là tu vi gì? Thần vương đỉnh phong a, ai, kém một chút, liền là không thể đột phá đại đế cảnh. Thí thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Thần vương đỉnh phong, Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại, bản thân luyện hóa kia vô tận ma tính tinh hoa, vẻn vẹn đột phá đến thần vương cảnh tiền kỳ mà thôi, mà thí thần luyện hóa giống nhau thần tính tinh hoa, lại đạt đến thần vương đỉnh phong, này chênh lệch, thật đúng là không phải bình thường lớn. Bất quá ngẫm lại Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại, bản thân thể nội ma khí, đại bộ phận đều là bị tu la ma ảnh hấp thu, chính hắn vẻn vẹn hấp thu hai thành tả hữu mà thôi. Nếu là toàn bộ hấp thu mà nói, đột phá thần vương cảnh đỉnh phong ngược lại cũng không phải không có khả năng, kia ma tính tinh hoa không phải vẻn vẹn hàm chứa năng lượng, cũng đồng dạng có thể làm cho Tiêu Phàm lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Người so với người làm tức chết người a. Tiêu Phàm hít khẩu khí, hắn rất nhanh thu liễm tâm thần, bản thân đường, vẫn phải là một bước đi. Huống hồ, hắn hiện tại thực lực, ngược lại cũng chưa hẳn so bình thường thần vương cảnh đỉnh phong kém. Dù sao hắn tốt xấu cũng là vượt qua đế vương kiếp người. Lão đại, ta về sau liền kêu ngươi lão đại vẫn là. Thí thần hắn đột nhiên có chút khiếp đảm nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta yêu thích lão đại cái này xưng hô. Tiêu Phàm sờ lên thí thần đầu nói, thí thần thế nhưng là từ vừa mới tu luyện bắt đầu liền theo hắn. Tình cảm tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, chỗ nào còn có thể nhường hắn gọi bản thân chủ nhân. Đúng rồi. Vừa mới những người kia tìm ngươi phiền phức. Tiêu Phàm lạnh lẽo ánh mắt đột nhiên nơi xa tu sĩ nói. Đoàn người mặc dù nghe không được Tiêu Phàm nói cái gì, nhưng là nhìn thấy Tiêu Phàm trông lại, đám người sắc mặt biến đổi, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Chỉ bằng bọn họ những cái này phế vật cũng muốn tìm ta phiền phức. Ta tìm bọn họ phiền phức còn không sai biệt lắm. Thí thần một mặt khinh thường nói. Vậy cũng vâng, Tiêu Phàm cười cười. Thí thần thế nhưng là thần vương cảnh đỉnh phong a, ai có thể tìm hắn phiền phức. Đột nhiên, Tiêu Phàm hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa nói, tất nhiên như thế, vậy thì đi thôi, chúng ta cũng nên tiến về tầng tiếp theo. Lão đại đi đâu, ta liền đi đâu. Thí thần nhe răng cười nói, nghiền ngẫm nhìn bạch ma một cái, bạch ma bị nhìn tê cả da đầu. Tốt, về sau mọi người đều là huynh đệ. Tiêu Phàm vuốt vuốt thí thần đầu nói. Lão đại yên tâm, ta sẽ không ăn hắn. Thí thần cười cười, bất quá hắn khóe miệng lại là giữ lại nước bọt. Tiêu Phàm chỉ có thể một trận bất đắc dĩ, dẫn đầu hướng về nơi xa bay đi. Thần vương thành tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, tức khắc cảm giác từ quỷ môn quan dạo qua một vòng, rất nhiều người càng là kích động đến cực điểm, rốt cục có thể không lo lắng tên sát tinh này, lấy ba người tốc độ, nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đi tới thông hướng đệ ngũ tầng 11 lối vào. Ba người không chút do dự, trực tiếp tiến nhập đệ ngũ tầng 11, làm ba người vừa mới tiến vào truyền tống nhập khẩu một sát na kia, nơi xa một đạo thanh âm bỗng vang lên, công tử, không muốn đi vào. Ân, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, theo thanh âm nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái bạch y thanh niên bay vụt mà tới. Bạch ma cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, Quân Nhược Hoan. Nhưng mà, không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, một cỗ đại lực dẫn dắt ba người. Ba người bị một cỗ đại lực trói buộc, muốn bước ra nhập khẩu cũng đã không có khả năng. Bất quá ba người trong đầu lại là vẫn như cũ hồi tưởng đến Quân Nhược Hoan trước đó lời nói, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Không muốn đi vào, Quân Nhược Hoan vì cái gì để cho chúng ta không muốn đi vào đây? Trong đầu đạo kia suy nghĩ vừa mới lóe qua, Tiêu Phàm ba người lại là đã xuất hiện ở một tòa đại điện bên trong. Đại điện. Tiêu Phàm mấy người sắc mặt nháy mắt biến âm lãnh vô cùng, nhập khẩu truyền tống, đồng dạng đều là truyền tống đến hoàn toàn trống trải địa phương, mà lần này, dĩ nhiên truyền đến một tòa đại điện bên trong. Ba người đều không phải đồ đần, liên tưởng đến Quân Nhược Hoan lời nói, ba người nháy mắt hiểu cái gì. Chúng ta bị tính kế, bạch ma ngữ khí băng lãnh vô cùng, lộ ra rét lạnh sát ý. Dám tính toán lão đại, thật đúng là tự tìm cái chết. Thí thần cũng là phẫn nộ đến cực điểm, đưa tay chính là một trưởng hướng về cung điện giận oanh mà đi, thần vương cảnh đỉnh phong uy lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng mà, cũng liền ở lúc này, cung điện chung quanh bỗng chán phóng từng đạo đáng sợ quang mang. Oanh,
một tiếng kinh thiên nổ vang, thí thần trưởng cương, ở chạm đến kia quang mang thời khắc, dĩ nhiên quỷ dị bị bắn ra, thân thể cũng đẩy lui mấy bước. Cẩn thận, Tiêu Phàm vội vàng đỡ lấy thí thần, cau mày, quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh chung quanh. Cung điện bên trong nguyên bản âm trầm rét lạnh, nhưng theo lấy kia hà quang nở rộ, tức khắc biến nóng rực lên, nóng rực nhiệt độ, nhường Tiêu Phàm ba người cảm giác có chút ngạt thở. Mấy tức sau đó, đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo huyết sắc hỏa diễm tràn ngập đại điện bên trong mỗi một tấc không gian. Không tốt, này hỏa diễm có thể công kích linh hồn. Bạch Ma mãnh kinh, hắn linh hồn cảm giác có chút đau nhói, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Phàm cùng thí thần cũng đồng dạng như thế, hai người quanh thân cũng đã lây dính huyết sắc hỏa diễm không lọt vào mắt bọn họ nhục thân, bắt đầu nung khô bọn họ linh hồn. Tiểu Bạch, người có thể phá vỡ này trận pháp sao? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn quanh thân vô tận chi hỏa phù hiện, đem ba người bảo hộ ở trung ương, ngăn cản huyết sắc hỏa diễm nung khô. Tiêu Phàm kinh dị phát hiện, vô tận chi hỏa dĩ nhiên không ngăn cản được huyết sắc hỏa diễm xâm nhập, tựa như loại này huyết sắc hỏa diễm không phải chân chính tồn tại một dạng. Hơn nữa loại này hỏa diễm, cho Tiêu Phàm một loại rất tinh tường khí tức, tựa như đã từng ở nơi nào gặp qua. Đây là chuẩn đế giai trận pháp, lấy ta hiện tại thực lực, phá vỡ có chút độ khó, coi như ta có thể phá vỡ, đoán chừng chúng ta linh hồn đã bị thiêu đến không sai biệt lắm. Bạch Ma lắc lắc đầu nói. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, kỳ thật phá vỡ này trận pháp ngược lại là có cơ hội, nhưng mấu chốt thời gian không đủ. Đoán chừng còn không có chờ hắn phá vỡ, ba người linh hồn đã bị đốt thành ô hữu. Lão đại, ta làm sao cảm giác loại này hỏa diễm đối ta vô dụng a? Đột nhiên, thí thần mặt lộ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Vô dụng, Bạch Ma một mặt không tin nhìn xem thí thần, này hỏa diễm thế nhưng là hồng liên nghiệp hỏa, chỉ cần dính nhân quả. Mặc kệ có hay không nghiệp lực, cũng sẽ bị phần luyện. Hồng liên nghiệp hỏa, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, lập tức trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, nói, khó trách ta cảm thấy này huyết sắc hỏa diễm có chút quen thuộc, nguyên lai là so nghiệp hỏa càng đáng sợ hơn hồng liên nghiệp hỏa. Tiểu tử, người bây giờ còn cười được, này hồng liên nghiệp hỏa, không phải vẻn vẹn có thể nung khô nắm giữ nghiệp lực người, còn có thể nung khô nắm giữ lớn nhân quả người. Bạch Ma tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, người giết biết bao nhiêu người, trên người khẳng định có bàng bạc nghiệp lực, hơn nữa cùng trên trăm địa vực tu sĩ lây dính nhân quả, đều sẽ trở thành hồng liên nghiệp hỏa công sát đối tượng, vẫn là nghĩ biện pháp rời đi a. Kia cũng không nhất định, Tiêu Phàm cười lạnh lắc lắc đầu, lập tức đưa tay chộp vào Bạch Ma trên người. Hô hô, một thoáng thời gian, cuồn cuộn huyết sắc hỏa diễm, bỗng hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà đi. Bạch Ma trên người hồng liên nghiệp hỏa, nháy mắt bị Tiêu Phàm rút lấy một dạng. Tiểu tử, không muốn, điểm ấy hỏa diễm ta còn có thể chịu được. Bạch Ma bị Tiêu Phàm cử động giật nảy mình, Tiêu Phàm đem nhiều như vậy hồng liên nghiệp hỏa hút vào thể nội, đơn giản liền là tự sát a. Yên tâm, này hồng liên nghiệp hỏa, hẳn là không làm gì được ta. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh như thường, nói ta ngược lại là muốn nhìn xem, rốt cuộc là người nào đang tính toán ta. Lúc trước Tử Vô Danh bố trí một cái nghiệp hỏa trận pháp, nung khô Tu La Điện không ít người, có thể cuối cùng, những người này đều bị Tiêu Phàm cứu ra. Trên người hắn quả thật có bàng bạc nghiệp lực cùng nhân quả, nhưng nghiệp hỏa, lại có thể thay hắn luyện hóa nghiệp lực cùng nhân quả, cái này đối Tiêu Phàm tới nói, đơn giản liền là cầu không được sự tình. Hơn nữa, hắn càng là có thể hấp thu nghiệp hỏa cho mình dùng, trợ giúp hắn năm đó lĩnh ngộ đồng thuật Tu La luyện ngục. Chỉ là về sau thức tỉnh hiện tại nghịch loạn chi đồng, mặt khác tất cả đồng thuật đều không dùng được. Nhưng không dùng đến Tu La luyện ngục, cũng không đại biểu Tiêu Phàm liền sẽ e ngại nghiệp hỏa. Làm sao có thể, Bạch Ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt gặp quỷ bộ dáng. Đây chính là hồng liên nghiệp hỏa A, chuyên môn châm đối nghiệp lực cùng linh hồn đồ vật, cho dù là đại đế cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện tiêm nhiễm. Nhưng Tiêu Phàm lại là mặc cho kia cuồn cuộn nghiệp hỏa nung khô, mặc dù trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng Tiêu Phàm sinh mệnh khí tức cũng không có bất luận cái gì sói mòn. Tiêu Phàm thật không nhìn hồng liên nghiệp hỏa. Lão đại, ta tại sao sẽ không sao đây? Thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, trong lòng lo lắng cũng toàn bộ biến mất, bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ,
bản thân là gì không sợ Hồng Liên nghiệp hỏa đây? Ngươi khẳng định không có việc gì. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, bởi vì ngươi là so vô cấu chi thể càng thêm mạnh mẽ và thần bí thần thánh chi thể, không nhiễm nghiệp lực, không dính nhân quả. Bạch Ma nghe được lời này, trong lòng thầm mắng quái vật, Tiêu Phàm cũng đã như thế biến thái, này thí thần dĩ nhiên càng thêm biến thái. Cũng không phải nói này thần thánh chi thể kinh khủng bực nào, đây chỉ là thần thánh chi thể đặc tính mà thôi. Bất quá, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, không nhiễm nghiệp lực, không dính nhân quả cũng là cực kỳ khủng bố. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, liền là gia tăng bản thân nghiệp lực cùng nhân quả một cái quá trình, cho nên đột phá thần vương cảnh, mới có thể hạ xuống thần lôi kiếp. Nhưng là thí thần thân làm thần thánh chi thể, cũng liền đại biểu cho hắn căn bản liền không có nghiệp lực cùng nhân quả, thay lời khác nói, kia chính là hắn đột phá cảnh giới, căn bản liền sẽ không có lôi kiếp giáng lâm, bởi vì lôi kiếp căn bản bắt không đến hắn tồn tại. Bạch Ma chỗ nào biết rõ, thí thần nhục thân chính là hoàn toàn có thần tính tinh hoa ngưng tụ mà thành, tự nhiên không dính vào bất luận cái gì nghiệp lực cùng nhân quả. Này Hồng Liên nghiệp hỏa, đến thật đúng là kịp thời, ta vừa vặn dùng nó đến luyện hóa thể nội nghiệp lực cùng nhân quả. Tiêu Phàm cười to nói. Bỗng nhiên, hắn mở ra hai tay, đại điện trung ương cuồn cuộn Hồng Liên nghiệp hỏa, toàn bộ đều hướng về hắn thể nội dũng mãnh lao tới, hắn huyết nhục nhanh chóng tan rã, lộ ra như hoàng kim xương cốt. Vẻn vẹn chốc lát, Tiêu Phàm cơ hồ liền biến thành một bộ xương. Xương cốt quấn vòng quanh từng tia huyết sắc phụ khí, ở Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới, nhanh chóng biến mất. Phong tử tên điên, phong tử tên điên. Bạch Ma trong lòng thầm mắng không thôi, Tiêu Phàm này cử động cũng quá điên cuồng. Người khác đối với Hồng Liên nghiệp hỏa, đều là trốn tránh, nhưng hắn tốt, dĩ nhiên dùng để luyện thể. Lại đem hắn thể nội nghiệp lực cùng nhân quả đốt cháy hầu như không còn, Tiêu Phàm nhục thân, cũng tuyệt đối sẽ đi đến một cái hoàn mỹ cấp độ. Không hổ là lão đại, thí thần cũng từ đáy lòng sợ hãi than nói, hắn cũng bị Tiêu Phàm loại này thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Cung điện bên trong bên ngoài, đứng đấy hơn mấy chục đạo thân ảnh, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước bị cuồn cuộn Hồng Liên nghiệp hỏa bao phủ cung điện. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, những cái này người không phải kẻ khác, chính là Thiên Tinh Tử, Kiếm Thiên Vũ cùng Phong Lôi Diễn đám người. Hắn sau lưng còn đứng mấy chục cái cường giả, yếu nhất đều là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, trong đó thần vương cảnh tiền kỳ chiếm cứ một nửa số lượng. Cỗ lực lượng này, nếu là đặt ở ngoại giới, cũng coi như là một cỗ đại thế lực. Lần này, ta ngược lại muốn nhìn hắn kiếm hồng trần đến cùng có chết hay không. Kiếm Thiên Vũ con người băng hàn, Tiêu Phàm nhường Phong Lôi tuyệt tự bạo, giết hắn Thiên Kiếm Đế vực mấy chục cái cường giả, khẩu khí này hắn một mực nghẹn ở trong lòng. Ba tháng này, hắn một mực ở tính toán như thế nào đối phó Tiêu Phàm, không nghĩ đến Phong Lôi Diễn cùng Thiên Tinh Tử đột nhiên chủ động tìm tới cửa. Ba người đã tiêu hao hết không ít thủ đoạn, ở 54 tầng lối vào bố trí một cái ẩn nấp truyền tống trận, chỉ cần Tiêu Phàm bọn họ đạp vào nhập khẩu, hắn liền lập tức khởi động truyền tống trận. Đem Tiêu Phàm bọn họ truyền tống đến đây đại điện bên trong đến. Mà tòa này đại điện, bọn họ hao tốn rất dài công phu, bố trí mấy cái đại trận, Tiêu Phàm bọn họ giờ phút này tiếp nhận Hồng Liên nghiệp hỏa, cũng vẻn vẹn chỉ là một trong số đó mà thôi. Ba đại vương giai đỉnh cấp trận pháp, nếu như ngay cả một cái thần vương cảnh tiền kỳ tiểu tử đều giết không chết, ta danh tự viết ngược lại. Phong Lôi Diễn cười lạnh nói. Lần này bố trí rất nhiều. Nếu là này cũng giết không chết Tiêu Phàm, vậy bọn hắn chính mình cũng xem thường bản thân. Tất cả mọi người không nên buông lỏng cảnh giới, việc này thiếu chút nữa thì xảy ra vấn đề, bị kiếm hồng trần một cái thủ hạ phát hiện, cũng may chúng ta truy sát hắn hơn một tháng, hắn căn bản là không có tới được đến thông chi kiếm hồng trần. Thiên Tinh Tử híp hai mắt, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Hắn cũng không có bởi vì Tiêu Phàm bị khốn trụ mà đắc chí, ở không có giết chết Tiêu Phàm trước đó. Trong lòng của hắn đại thạch liền không cách nào buông xuống. Thiên Tinh Tử, ngươi liền yên tâm đi, kiếm hồng trần giết biết bao nhiêu người, khẳng định dính vô thượng nghiệp lực cùng nhân quả, Hồng Liên nghiệp hỏa liền đủ để thiêu chết hắn. Phong Lôi Diễn thần sắc lạnh lùng, trong mắt chán phóng sắc bén quang mang. Coi như giết không chết hắn, còn có mặt khác hai đại vương giai trận pháp, bọn họ là trốn không thoát, coi như có thể sống sót đi ra, chúng ta cũng có thể tùy tiện muốn mạng hắn. Kiếm Thiên Vũ cũng gật gật đầu nói.
Bọn họ ba đại đế vực đệ nhất nhân liên thủ, nếu như ngay cả một cái thần vương cảnh tiền kỳ đều là giết không chết, vậy cũng quá thấp kém. Ba người hồn nhiên không biết, bọn họ trong miệng cho người nghe tin đã sợ mất mật Hồng Liên nghiệp hỏa, lại là căn bản không làm gì được Tiêu Phàm bọn họ, ngược lại bị Tiêu Phàm trở thành luyện thể đồ vật. Hồng Liên nghiệp hỏa có thể kéo dài ba canh giờ tả hữu, ba canh giờ vừa đến, lập tức khởi động cái thứ hai trận pháp huyết luyện tuyệt phong trận. Thiên Tinh Tử lại là không có bất luận cái gì phớt lờ, ngược lại mười phần đề phòng. Thiên Tinh Tử, kia kiếm hồng trần mặc dù rất mạnh, nhưng là không tất yếu để ngươi như thế thận trọng đối đãi a. Phong Lôi Diễn cười lạnh nói. Thiên Tinh Tử trầm mặc không nói, hắn cùng với Tiêu Phàm giao thủ qua, biết rõ Tiêu Phàm cường đại, có thể Phong Lôi Diễn cũng không có cùng Tiêu Phàm chân chính giao thủ qua, chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm kinh khủng đây. Hai canh giờ chớp mắt liền qua. Bị cuồn cuộn Hồng Liên nghiệp hỏa đốt cháy đại điện bên trong, Tiêu Phàm vẫn như cũ bị vô tận hỏa diễm bao khỏa, hắn xương cốt huyết sắc phụ khí, cũng đã cơ hồ biến mất hầu như không còn. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái, hắn hoàng kim xương cốt, không ngừng mọc ra từng mảnh huyết nhục. Huyết nhục bị Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt, lại không ngừng biến mất, lập tức lại không ngừng sinh trưởng, như thế lặp lại, vô hạn tuần hoàn. Không đúng. Hồng Liên nghiệp hỏa đồng dạng đều là chính đối linh hồn, làm sao đến đây tiểu tử trên người, làm sao sẽ liền huyết nhục đều bị nung khô nữa nha. Bạch Ma đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi hoặc vô cùng nói, hay là nói, trên người hắn nghiệp lực cùng nhân quả đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ tầng thứ, cho nên liền nhục thân đều đào thoát không được. Cũng khó trách Bạch Ma như thế nghi hoặc, Hồng Liên nghiệp hỏa đối với người bình thường mà nói, chỉ có thể nung khô linh hồn, cùng nghiệp lực cùng nhân quả. Dù sao người bình thường nghiệp lực cùng nhân quả là tồn tại ở linh hồn phía trên. Nhưng Tiêu Phàm trên người nghiệp lực cùng nhân quả, lại là hòa vào huyết nhục, đây cũng quá bất khả tư nghị. Là tu la tộc, truyền văn tu la tộc có thể thôn phệ nghiệp lực cùng nhân quả, dùng để tu luyện, hiện tại xem ra là thật, thái cổ thần giới dĩ nhiên thật có như thế đáng sợ chủng tộc. Bạch Ma trong lòng thất kinh. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tự nhiên là không biết. Hắn giờ phút này tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, đều là hắn chém giết địch nhân từng màn, nguyên bản Tiêu Phàm không có quan tâm, nhưng là hiện tại, lại toàn bộ đều ở trong đầu qua một lần, vô cùng rõ ràng. Đây là muốn ta sám hối sao? Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, Hồng Liên nghiệp hỏa uy lực thủy chung vượt quá hắn dự liệu, trong lòng của hắn dĩ nhiên có một loại hối hận. Không, ta chưa bao giờ hối hận qua giết chóc. Ta giết chết người, đều là muốn đẩy ta vào chỗ chết người, không giết, ta chết, giết bọn họ, ta mới có thể sống. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Lòng hắn vững như bàn thạch, nơi nào sẽ bị những cái này hình ảnh quấy nhiễu. Có lẽ, chỉ là ta sát lục chi tâm còn không đủ cường đại, sát lục pháp tắc ảo diệu tử vong tự khúc, còn xa xa không đủ mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng kiên nghị vô cùng. Nháy mắt này, hắn tựa như lại chạm tới cái gì. Giết một người là tội, giết một vạn là hùng. Hắn Tiêu Phàm tu luyện tới bây giờ, giết người sớm đã không biết bao nhiêu vạn, nếu như giết một vạn là hùng mà nói, hắn Tiêu Phàm tuyệt đối là hùng bên trong hùng. Loại kia hối hận lặng yên biến mất, bị Tiêu Phàm xua tan không còn một mảnh. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, đầu huyết nhục nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, sám hối, đó là không tồn tại, coi như sám hối, cũng là bị ta giết người sám hối. Thoại âm rơi xuống, đại điện bên trong tất cả Hồng Liên nghiệp hỏa, hoàn toàn bị Tiêu Phàm thôn phệ không còn một mảnh. Ngay sau đó, một loại khắc nghiệt, bi thương khí tức từ trên người hắn tản ra, bao phủ cả tòa đại điện, Bạch Ma cùng thí thần đều cảm giác cả người phát lạnh, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Đây là, sát lục pháp tắc ảo diệu đệ nhị trọng. Bạch Ma trợn to hai mắt, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Tiêu Phàm trước đó mới vừa vặn lĩnh ngộ phong chi mạch động, có thể lúc này mới một ngày không đến thời gian, rốt cuộc lại lĩnh ngộ được sát lục pháp tắc đệ nhị trọng ảo diệu. Quái vật, không, đơn giản liền là yêu nghiệt, để cho hắn kinh ngạc là, sát lục pháp tắc ảo diệu đệ nhị trọng, dĩ nhiên có thể ấn tượng hắn cảm xúc, nhất là linh hồn, ở mãnh liệt run rẩy lên. Phong linh ai ca, Tiêu Phàm hai tay chấn động, một cỗ quỷ dị năng lượng ba động từ trên người hắn tản ra. Giống như nước gợn sóng bao phủ cả tòa đại điện. Chớp mắt, đại điện bên trong biến yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng.
Tiêu Phàm quanh thân, càng là huyết sắc pháp tắc thần liên quấn quanh, hắn dẫn dắt đến tất cả pháp tắc thần liên nhập thể, rèn luyện bản thân nhục thân. Thẳng đến một canh giờ sau, Tiêu Phàm mới bình tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra tà tà tiếu dung, nói thật đúng là phải cảm tạ muốn giết ta người, ta sẽ để bọn hắn biết rõ, đắc tội ta hạ tràng. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm bỗng một kiếm chảm ra, một đạo thần hồng bỗng nhiên phóng tới đại điện, sắc bén kiếm khí dĩ nhiên quỷ dị xuyên thấu đại điện vách tường. Ngay sau đó, đại điện bỗng run lẩy bẩy, tựa như tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Bạch Ma cùng Thí Thần nhìn thấy, chuẩn bị đồng thời động thủ, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại, tà tà cười nói, các ngươi động thủ, bọn họ có thể liền muốn chạy. Bạch Ma cùng Thí Thần có thể đều là thần vương cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, nếu như hai người bọn họ toát ra khí thế, đoán chừng đối phương trực tiếp liền chạy đường. Này cũng không phải Tiêu Phàm muốn, tất nhiên dám tính toán hắn, vậy liền muốn làm tốt bị chém giết chuẩn bị. Ngoại giới, Thiên Tinh Tử đám người đột nhiên nhìn thấy đại điện run lẩy bẩy, mấy người sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Ba canh giờ đến, Kiếm Hồng Trần đoán chừng cũng chết đến không thể lại chết đi. Phong Lôi Diễn cười lạnh nói, hắn tựa như cũng đã thấy được Tiêu Phàm hóa thành kiếp cho một màn. Nếu là đổi lại bọn họ, bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa phần luyện ba canh giờ, tuyệt đối không có sống sót khả năng. Cho dù có thủ đoạn có thể lưu được một mạng, cũng khẳng định chỉ còn lại một hơi, không có khả năng có phản kháng cơ hội. Có thể chết ở chúng ta ba người liên thủ phía dưới, hắn chết cũng đáng được. Kiếm Thiên Vũ gật đầu cười nói. Có lẽ ba người các ngươi chết ở ta thủ hạ, cũng nói không chừng đây. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, ngay sau đó, đại điện bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành vô số lưu quang bắn về phía tứ phía bát phương. Kiếm Thiên Vũ trên mặt tiếu dung két két mà dừng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đại điện vị trí. Thiên Tinh Tử cùng Phong Lôi Diễn cũng lấy lại tinh thần, trong mắt đều là vẻ khó tin, thanh âm kia bọn họ quá cực kỳ quen thuộc, chỉ là bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên sống sót. Cũng vừa lúc đó, đại điện chung quanh lại có một đạo quang mang nở rộ, hóa thành một đạo to lớn màn sáng bao phủ tứ phương, từng đạo huyết sắc phụ khí ở trong hư không tràn ngập, nhưng chung quanh vài dặm chu vi, đều biến thành một phiến huyết tinh chi địa. Hừ! Coi như Hồng Liên Nghiệp Hỏa không có giết chết hắn, này huyết luyện tuyệt phong trận, cũng có thể muốn hắn một cái mạng. Kiếm Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Phàm xuất hiện, tựa như một đầu bàn tay hung hăng rút ở trên mặt hắn đồng dạng, truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn. Xuyên thấu qua kia xương máu, đám người lờ mờ có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh đang đứng ở một phiến phế tích phía trên mặt băng lãnh nhìn xem bọn hắn. Ba người kia, tự nhiên liền là Tiêu Phàm, Thí Thần cùng Bạch Ma. Lão đại, ta thần lực đang sói mòn, hơn nữa linh hồn cũng bị một cỗ lực lượng đang rút ra. Thí Thần hơi kinh hãi nói. Tiêu Phàm tự nhiên cũng cảm nhận được, hắn con ngươi nhìn về phía đại trận bên ngoài Thiên Tinh Tử bọn họ vị trí phương hướng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn thiếu dung, nguyên lai là các ngươi a, thật đúng là âm hồn bất tán. Tiểu tử, trận này ta thời gian ngắn không phá nổi, nhìn đến Thiên Tinh Tử vì đối phó chúng ta, cũng là bỏ ra đủ vốn liếng a. Bạch Ma hoảng sợ nói. Trận này tên là huyết luyện tuyệt phong trận, đỉnh cấp vương giai pháp trận, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Lão đại, cái gì là huyết luyện tuyệt phong trận? Thí Thần có chút khó hiểu nói. Huyết luyện tuyệt phong trận, nhất định phải dùng 99 người máu hiến tế, ngưng tụ trận nhãn, phàm là bị nhốt ở trong trận pháp sinh linh, đều sẽ bị trận pháp lực lượng luyện hóa, thẳng đến hóa thành kiếp cho. Bạch Ma lại bổ sung một câu. Thật đúng là kinh khủng a, bất quá, ta cảm giác này trận pháp có vẻ như không có gì đáng sợ. Thí Thần hơi hơi kinh ngạc, lập tức lại mặt lộ cổ quái nói. Nơi nào đến tiểu hoa nhi, đây là đỉnh cấp vương giai trận pháp, không phải là đại đế cảnh không thể phá vỡ, người một cái hôi sữa chưa cằn tiểu tử, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Kiếm Thiên Vũ nộ khiếu không thôi. Mắt thấy có thể thay Thiên Kiếm Đế Vực đám người báo thù, trong lòng của hắn kích động không hiểu. Ta không nói có thể phá vỡ a, Thí Thần một mặt im lặng nói. Kiếm Thiên Vũ phẫn nộ đến cực điểm, bị một cái 13-14 tuổi thiếu niên trêu đùa, trong lòng chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Bất quá, ta phải hảo hảo tạ ơn các ngươi, này đại trận năng lượng rất tinh khiết. Thí Thần mỉm cười, đột nhiên há mồm khẽ hấp.
Hô hô, từng đạo gió hú vang lên, lại là nhìn thấy huyết vụ đầy trời điên cuồng hướng về thí thần thể nội dũng mãnh lao tới, tính cả không trung huyết sắc quang mạc đều bỗng nhiên rung rung. Ở trong mắt thí thần, này huyết luyện tuyệt phong trận, liền thật rất dường như tinh khiết năng lượng đồng dạng, một điểm sức phản kháng đều không có. Làm sao sẽ, kiếm thiên vũ cùng phong lôi diễn mấy người đồng thời trợn tròn mắt. Đây chính là vương giai đỉnh cấp trận pháp A, lại bị cái này 13-14 tuổi thiếu niên nuốt. Nếu như không phải thật sự thực nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kiếm hồng trần, mạng ngươi thật đúng là cứng rắn A. Phong lôi diễn cũng cười lạnh, bất quá, hôm nay ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Lập tức phong lôi diễn đưa tay vung lên, bốn phía cuồn cuộn hắc vụ sôi trào, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, một cỗ tử vong khí tức bao phủ hư không. Tử khí, phong linh diệt hồn trận, Tiêu Phàm hơi hơi nhíu lông mày. Lại là một cái vương giai đỉnh cấp trận pháp, Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, kiếm thiên vũ bọn họ vì giết chết bản thân, bố trí thật đúng là không ít. Hết thảy ba đại vương giai đỉnh cấp trận pháp, nếu là đổi lại những người khác, cho dù là thần vương đỉnh phong, cũng tai kiếp khó thoát. Bất quá hắn lĩnh ngộ là sinh tử pháp tắc, đối với tử khí cũng không phải đặc biệt e ngại. Nhưng mà lúc này, một mực trầm mặc bạch ma đột nhiên tiến lên phía trước nói, tiểu tử, này trận pháp liền giao cho ta đi. Ngươi, Tiêu Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc, bạch ma trận pháp tạo nghệ mặc dù bất phàm, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ, phá vỡ này trận pháp đoán chừng cũng phải tiêu phí nhất định thời gian A. Chẳng qua là làm Tiêu Phàm nhìn thấy bạch ma tiếp xuống cử động lúc, mới phát hiện, bản thân vẫn như cũ khinh thường bạch ma. Hắn dù sao là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 tồn tại. Chỉ thấy bạch ma quanh thân chán phóng sáng chói bạch mang, liền tựa như một vòng trong sáng nguyệt lượng đồng dạng, những cái kia hắc vụ vừa mới tới gần, liền bị bạch sắc quang mang xua tan không còn một mảnh. Bạch ma thân làm trường sinh thú, tự nhiên không sợ tử khí, thậm chí có thể nói là tử khí khắc tinh. Cuồn cuộn hắc sắc tử khí, vậy mà ở bị bạch sắc quang hoa ăn mòn, trong nháy mắt, sơn cốc bên trong đột nhiên biến sinh cơ bừng bừng, vô số thảm thực vật bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Không có khả năng, đây chính là vương giai trận pháp, các ngươi làm sao như thế tùy tiện phá mở. Kiếm thiên vũ trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Hết thảy ba đại vương giai trận pháp A, có thể ở Tiêu Phàm bọn họ trước mặt, lại tựa như tiểu hài tử nhà tròi đồng dạng, đừng nói giết chết bọn họ, liền là trọng thương bọn họ đều không thể. Các ngươi này cũng coi như vương giai trận pháp, theo ta thấy, chỉ là tăng thêm trò cười thôi. Bạch ma nhếch miệng cười nói. Thoại âm rơi xuống, bạch ma trên người bạch sắc quang mang lần nữa nở rộ, bốn phía tất cả hắc sắc tử vong chi khí toàn bộ xua tan không còn một mảnh, chân trời trận pháp màn sáng cũng bỗng nhiên nổ tung. Kiếm thiên vũ, phong lôi diễn đúng không? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nói ta vốn cùng các ngươi không cừu không oán, có thể các ngươi một đến hai. Hai đến ba khiêu chiến ta kiên nhẫn, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta đành phải thành toàn các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm bỗng biến mất ở nguyên chỗ. Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện, đã là ở kiếm thiên vũ trước người, lĩnh ngộ phong chi mạch động Tiêu Phàm, tốc độ cũng đã đạt đến một cái kinh khủng tầng thứ. Dù là kiếm thiên vũ là thần vương cảnh trung kỳ tu vi, ở Tiêu Phàm tuyệt thế tốc độ trước mặt, cũng không ngoài như vậy. Phốc phốc. Tiêu Phàm trưởng đao nháy mắt quán xuyên kiếm thiên vũ lồng ngực, máu tươi bắn ra tứ phương, kiếm thiên vũ trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bản thân thế nhưng là đường đường thần vương cảnh trung kỳ A, thiên kiếm đế vực đệ nhất nhân, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, dĩ nhiên không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Đi, phong lôi diễn nhìn thấy, dọa đến sắc mặt có chút phát rõ ràng, hoàn toàn không cùng Tiêu Phàm đối kháng ý niệm. Ba đại vương giai đỉnh giai trận pháp đều không có giết chết Tiêu Phàm, ngược lại nhường hắn một kích miểu sát kiếm thiên vũ, dạng này thực lực, đã để phong lôi diễn không có bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Hắn duy nhất có thể làm, liền là lập tức thoát đi nơi này. Một khi Tiêu Phàm đánh tới, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng khó khăn. Bây giờ nghĩ chạy, có vẻ như đã chậm, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bàn tay vung lên, kiếm thiên vũ bỗng nhiên biến mất. Bất quá, hắn lại không có tiếp tục xuất thủ, mà là thí thần hóa thành một vệt sáng, nháy mắt xuất hiện ở phong lôi diễn trước người, một cái tay nhỏ bấm hắn cổ, liền tựa như dẫn theo một con gà tử một dạng. Nghiền ép,
hoàn toàn nghiền ép. Ở Tiêu Phàm ba người trước mặt, bọn họ những cái này thần vương cảnh cùng cổ thần cảnh, cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Thiên tinh tử đây, Bạch Ma lấy lại tinh thần, lại là phát hiện, thiên tinh tử cũng đã không thấy bóng dáng. Đã chạy, Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Hắn một kích miểu sát kiếm thiên vũ, mới vừa chuẩn bị đối thiên tinh tử động thủ, có thể không nghĩ đến, thiên tinh tử đã sớm vận dụng huyết linh thạch, biến mất ở nguyên chỗ. Không biết là trốn hướng 50 tầng, hay là 52 tầng. Tiểu tử này chạy thật đúng là nhanh. Bạch Ma gầm thét một tiếng, hắn vừa mới phá vỡ trận pháp, còn không kịp xuất thủ, nếu không lấy hắn thực lực, không nói giết chết thiên tinh tử, nhưng là cuốn lấy hắn vẫn là không có vấn đề gì. Lần sau nhìn thấy hắn, tất diệt hắn. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, băng lãnh con người bỗng nhiên nhìn về phía bốn phía, kinh khủng thần lực ba động giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Mặt khác mấy cái thần vương cảnh tu sĩ cùng cổ thần cảnh tu sĩ dọa đến sắc mặt phát xanh, bọn họ có ít người mới vừa chuẩn bị chạy trốn, lại bị thí thần trực tiếp nhiếp trụ, dẫm ở dưới chân. Một nhóm thần vương cảnh tiền kỳ cùng cổ thần cảnh tu sĩ, lại làm sao có thể ở trước mặt thí thần chạy trốn đây? Lão đại, những người này xử lý như thế nào? Thí thần một mặt cười tà nhìn xem dưới chân mấy cái thần vương cảnh tu sĩ nói. Giết, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Đột nhiên chậm rãi vươn ra bàn tay, tiện tay nhẹ nhàng một nắm, một cỗ huyền diệu năng lượng ba động lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên khoách tán ra. Ta sai rồi, không muốn giết ta, ta không nên đối phó ngươi, còn mời tha ta một mạng. Kiếm công tử, thủ hạ lưu tình a. Đông đảo cổ thần cảnh cùng thần vương cảnh tu sĩ đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, căn bản không nghĩ lấy chạy trốn, ngược lại tự động sám hối lên. Bạch Ma nhìn thấy một màn này. Trên mặt lộ ra cổ quái, thậm chí ngay cả hắn, đều có loại muốn quỳ xuống cảm giác, trong lòng cũng dâng lên một cỗ sám hối ý. Phốc phốc phốc, đột nhiên từng tiếng nổ vang truyền ra, kia mấy chục cái cổ thần cảnh tu sĩ cùng thần vương cảnh cường giả, toàn bộ đều nổ tung, nháy mắt hóa thành xương máu tràn ngập ở trong hư không. Vong linh ai ca, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng một nắm, thần sắc không hề bận tâm. Tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Bạch Ma lại là con người co rụt lại, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vừa mới loại kia hối hận ý, lại là Tiêu Phàm thi triển sát lục pháp tắc ảo diệu. Thế nhưng là, sát lục pháp tắc, vì sao sẽ nhường bản thân sinh ra sám hối ảo giác đây? Đây là một loại linh hồn công sát thuật, so với hắn đệ nhất trọng tử vong tự khúc muốn đáng sợ rất nhiều, ở trong huyễn cảnh đem người giết chết. Nếu là không cách nào chống cự loại kia linh hồn trùng kích, cho dù thần vương đỉnh phong, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bạch Ma trong lòng trầm ngâm, vì Tiêu Phàm thủ đoạn cảm thấy chấn kinh. Chủ yếu nhất là, có vẻ như loại này ảo diệu công sát thuật, Tiêu Phàm vẻn vẹn mất một canh giờ lĩnh ngộ mà thôi, nhưng mà uy lực lại kinh người như vậy, này khiến Bạch Ma như thế nào bình tĩnh đây? Cùng tiểu tử này ngốc lâu, đoán chừng đều sẽ bị đả kích thổ huyết. Bạch Ma một mặt khổ sở nói. Kiếm Hồng Trần, có gan ngươi giết chúng ta, Phong Lôi Đế vực tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phong Lôi Diễn quát ầm lên, giờ phút này chỗ nào còn có trước đó Phong Khinh Vân đạm bộ dáng. Nhìn xem hư không bên trong tràn ngập xương máu, Phong Lôi Diễn trong lòng một cỗ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, chỉ có thể uy hiếp Tiêu Phàm. Bọn họ mấy chục người tề tụ nơi này vây giết Tiêu Phàm, trong nháy mắt, liền chỉ còn lại hắn một cái, này khiến hắn như thế nào bình tĩnh đây? Ồn ào, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, một bàn tay quất vào Phong Lôi Diễn trên mặt, máu tươi bay tứ tung, chỉ ngươi dạng này mặt hàng, vẫn là đế vực đệ nhất nhân, nhìn đến, Phong Lôi Đế vực cũng đủ rác rưởi. Kiếm Hồng Trần, ta nếu bất tử, định, Phong Lôi Diễn khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, tiếp tục quát ầm lên. Ba, lại là một bàn tay, một bên khác trên mặt cũng xuất hiện một đạo đỏ tươi dấu năm ngón tay. Ngươi! Phong Lôi Diễn triệt để phẫn nộ. Ba, chỉ là lời nói chưa dứt thanh âm, Tiêu Phàm đưa tay lại là một bàn tay, Phong Lôi Diễn chỉ cần mở miệng, Tiêu Phàm liền trực tiếp một bàn tay chào hỏi. Một lát sau, Phong Lôi Diễn khuôn mặt sưng giống như đầu heo đồng dạng, hai mắt đỏ bừng, giống như dã thú, bất quá, hắn chung quy là không dám mở miệng. Ngươi yên tâm, ngươi tạm thời đối ta tới nói, còn có một điểm lợi dụng giá trị, ta sẽ không giết chết ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên bóp ra đánh ra một đạo thủ ấn,
một đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên xuất vào phong lôi diễn mi tâm. Ngay sau đó, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, phong lôi diễn cũng bỗng biến mất ở nguyên chỗ. Tiểu tử, cái này không giống ngươi làm người a, ngươi không phải mới vừa nói muốn giết hai người bọn họ sao? Bạch Ma trêu ghẹo nói. Vậy ngươi cho rằng ta làm người hẳn là thế nào? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Ma. Lấy ngươi trước kia tính tình, trực tiếp giết không tha, chỗ nào cần dùng tới cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm. Bạch Ma bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu, lại nói, bất quá, ngươi không giết hắn cũng là chuyện tốt, chí ít sẽ không theo phong lôi đế vực chơi cứng. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, gật đầu nói, trước kia giết người, là bởi vì giết những cái kia giết ta người, đối ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, mà cái này kiếm thiên vũ cùng phong lôi diễn, giết bọn họ, đối ta tới nói, chỗ xấu so chỗ tốt nhiều. Bạch Ma như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mà Tiêu Phàm tâm thần lại là tiến nhập nội thiên địa. Lạnh lùng nhìn xem nằm ở mặt đất kiếm thiên vũ cùng phong lôi diễn. Kiếm hồng trần, kiếm thiên vũ máu me khắp người, sắc mặt buồn bã nhìn xem Tiêu Phàm, thả chúng ta rời đi, chúng ta về sau không còn cùng ngươi làm địch. Các ngươi hiện tại chỉ là tù nhân mà thôi, không có cùng ta bàn điều kiện tư cách. Tiêu Phàm con ngươi lạnh như băng nói, cho ngươi hai cái lựa chọn, một là bị ta khống chế, sinh tử do ta, hai là thần phục. Thần phục. Kiếm thiên vũ mí mắt một trận nhảy lên, hắn đường đường đế vực đệ nhất nhân, lại có thể thần phục một cái nho nhỏ địa vực tu sĩ. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân vậy mà sẽ có dạng này một ngày. Kiếm hồng trần, muốn cho chúng ta thần phục, người đừng có nằm mộng. Phong lôi diễn lại là quát ầm lên. Không nhường ngươi nói chuyện, Tiêu Phàm trợn mắt quét qua, phong lôi diễn bỗng kêu thảm một tiếng, thân thể co rút dưới đất mặt, bắt đầu run rẩy lên. Kiếm thiên vũ nhìn thấy một màn này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn như thế nào không biết, phong lôi diễn đã bị Tiêu Phàm khống chế đây. Đây quả thực liền là sống không bằng chết a. Nhìn đến, ngươi cũng đã làm tốt quyết định, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, bóp tay kết thành một đạo kim sắc phù văn, hướng về kiếm thiên vũ đánh tới. Chờ chờ, kiếm thiên vũ sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên, ta nguyện ý thần phục. Ngươi hẳn là may mắn bản thân lựa chọn. Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng, bất quá trên tay lại không có đình chỉ, vẫn như cũ đem kim sắc phù văn đánh vào kiếm thiên vũ mi tâm. Ngươi, kiếm thiên vũ dọa cho phát sợ, ta cũng đã lựa chọn thần phục, ngươi làm gì còn muốn đối ta xuất thủ. Tất nhiên thần phục, tự nhiên muốn lấy chút thành ý đi ra. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Kiếm thiên vũ ngậm miệng không nói gì, hắn thế nhưng là Tiêu Phàm địch nhân. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bởi vì hắn một câu liền thả hắn. Thần phục, tự nhiên cũng phải có thần phục giác ngộ. Thật lâu, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào phong lôi diễn trên người, đình chỉ thôi động cấm thần tỏa hồn ấn, nói, phong lôi diễn, loại tư vị này có được hay không thụ? Ma quỷ, ngươi chính là một ma quỷ. Phong lôi diễn thanh âm suy yếu đến cực điểm, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Làm các ngươi cùng ta là địch thời điểm. Liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị, ta không giết các ngươi, không phải đối các ngươi nhân từ, cũng không phải sợ các ngươi thiên kiếm đế vực cùng phong lôi đế vực, chỉ là ta cảm thấy các ngươi thiên phú cũng không tệ lắm mà thôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Kiếm thiên vũ trên mặt lộ ra buồn bã tiếu dung, bản thân hai người đường đường đế vực đệ nhất nhân, ở trong mắt Tiêu Phàm, lại đành phải đến thiên phú không tồi đánh giá, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn châm chọc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai người thực lực, cùng Tiêu Phàm so sánh, xác thực không tính là gì. Bọn họ kiêu ngạo, ở trước mặt Tiêu Phàm, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cho các ngươi mấy tháng cân nhắc thời gian, nếu là còn dám có dị tâm, vậy ta cũng không tất yếu giữ lại các ngươi. Tiêu Phàm lưu lại một câu, tâm thần liền thối lui ra khỏi nội thiên địa. Lão đại, chúng ta hiện tại đi đâu? Thí thần hiếu kỳ đánh giá phiến thiên địa này. Trong lòng có mãnh liệt hiếu kỳ. Công tử, đột nhiên, nơi xa một đạo thanh âm vang lên, lập tức một đạo bạch bào thân ảnh bay vụt mà tới, chớp mắt liền đi tới Tiêu Phàm bọn họ phụ cận, thở hổn hển nói, công tử, các ngươi không có việc gì đi. Có thể có chuyện gì? Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, đúng rồi, Nhược Hoan, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở vương quan? Người tới chính là quân Nhược Hoan, hắn hít sâu mấy khẩu khí. Lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại nói, các ngươi không có việc gì liền tốt, từ lúc nửa tháng trước, ta và Nam Cung Huynh,
Cổ huynh biết được công tử ở Vương Quan Thần Vương Thành chờ chúng ta, cho nên liền chạy về. Quân Nhược Hoan một hơi đem những ngày qua kinh lịch cùng Tiêu Phàm bọn họ đơn giản giảng thuật một lần. Nguyên lai, từ lúc nửa tháng trước, quân Nhược Hoan liền bắt đầu chạy về 50 tầng. Nắm giữ huyết linh thạch hắn, xuyên toa liền nhau hai cái không gian, cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Chỉ là, khi hắn đi đến 53 tầng thời điểm, lại là vừa lúc thông qua huyết linh thạch truyền đến một tòa sơn cốc. Nghe được Thiên Tinh Tử, Kiếm Thiên Vũ cùng Phong Lôi Diễn mấy người mưu tính Tiêu Phàm sự tình. Thiên Tinh Tử mấy người linh giác cũng thập phần cường đại, phát hiện hắn tung tích, cho nên bắt đầu liều mạng vây giết quân Nhược Hoan. Quân Nhược Hoan tự biết thực lực không phải bọn họ ba người đối thủ, căn bản không dám niệm chiến, xoay người chạy, bất quá Thiên Tinh Tử sợ kế hoạch thất bại, tự nhiên là không muốn sống truy sát quân Nhược Hoan. Quân Nhược Hoan bị đông đảo thần vương cảnh truy sát gần một tháng. Lúc này mới hất ra Thiên Tinh Tử người, cũng thành công chui vào 50 tầng vương quan. Chẳng qua là làm hắn chạy tới thần vương thành thời điểm, nghe ngóng phía dưới, lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm rời đi. Quân Nhược Hoan lấy được Tiêu Phàm ba người rời đi tin tức, dùng hết toàn lực đuổi theo Tiêu Phàm ba người, cuối cùng hắn xác thực đuổi kịp, nhưng Tiêu Phàm ba người cũng đã bước lên nhập khẩu truyền tống trận, ngay sau đó liền là vừa mới phát sinh sự tình. Tiêu Phàm cũng là một trận thổn thức. Cũng may bản thân bây giờ thực lực coi như cường đại, mặt khác còn có Bạch Ma cùng Thí Thần hai cái này cường đại giúp đỡ, nếu không mà nói, lần này thật đúng là có khả năng bị Thiên Tinh Tử ba người phục sát thành công. Trong lòng của hắn cũng âm thầm cho mình đề một cái tỉnh, về sau vẫn là muốn cẩn thận một điểm, Thiên Tinh Tử đoán chừng thời khắc cũng nghĩ giết chết bản thân. Đúng rồi Nhược Hoan, các ngươi trước đó đi đến bao nhiêu tầng? Tiêu Phàm hỏi. 70 tầng. Nam Cung huynh cùng Cổ huynh hiện tại còn ở 70 tầng chờ ta, nếu như ở Thần Vương Thành không tìm tới công tử, ta lập tức đi cùng bọn hắn hội tụ. Quân Nhược Hoan nói, liền nhanh như vậy đến 70 tầng, Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn phát hiện, bản thân vẫn như cũ khinh thường Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người. Nam Cung huynh đơn giản chính là một chiến đấu phong tử tên điên, hắn hiện tại cũng đã đột phá Thần Vương cảnh trung kỳ, không cần bao lâu, liền có thể xông qua 80 tầng. Bất quá ta nghe nói, muốn đến 80 tầng, chí ít cũng phải thần vương cảnh hậu kỳ thực lực. Quân Nhược Hoan một mặt bất đắc dĩ nói. Bách sát tháp còn muốn thời gian rất lâu mới có thể quan bế, có là thời gian. Tiêu Phàm vỗ vỗ quân Nhược Hoan bả vai nói. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, lập tức đột nhiên một vỗ trán, nói, đúng rồi công tử, kiếm tử cùng thi hoàng tử bọn họ có vẻ như đang bị người truy sát, trước đó ta trở về thời điểm cứu bọn hắn một lần. Nhưng là ta lo lắng công tử rời đi, cho nên liền không có cùng bọn hắn ngốc bao lâu. Người nào đang giết bọn hắn? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu nói, một cỗ sát ý bắn ra. Tựa như là hướng Nam Thiên, Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng. Quân Nhược Hoan hơi hơi cổ quái nói. Cái gì? Tiêu Phàm mãnh kinh. Khó trách hắn như thế kinh ngạc, phải biết, lần trước độ thần vương kiếp, Tiêu Phàm thế nhưng là tự tay giết bọn họ a. Hơn nữa liền thi thể cũng ở hắn trong càn khôn giới. Thi thể, Tiêu Phàm nháy mắt lấy lại tinh thần, đưa tay vung lên, trước người đột nhiên xuất hiện ba bộ thi thể, nhìn thấy ba bộ thi thể, Tiêu Phàm cau mày lên. Đây là phân thân, Bạch Ma trầm giọng nói, móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, kinh khủng tử vong pháp tắc nở rộ mà ra. Ngay sau đó, chỉ thấy kia ba bộ thi thể đột nhiên chậm rãi bắt đầu tan rã, cuối cùng hóa thành ba cái kỳ quái đồ vật. Một thanh kiếm, một đạo hỏa diễm, cùng một mai bạch sắc ngọc thạch. Tiểu tử, chúng ta bị lừa, lúc ấy bọn họ thi triển tiên thiên thần ấn thời điểm, bản thể cũng đã chạy thoát rồi. Bạch Ma hít sâu một cái nói. Ngươi xác định bọn họ lúc ấy là bản thể. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Tuyệt đối là bản thể, bất quá này tiên thiên thần ấn, xác thực có thể đổi bọn họ một cái mạng. Bạch Ma khẳng định gật gật đầu nói. Hảo một cái ve sầu thoát xác. Lại dám gạt qua ta. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, tất nhiên lần trước không giết chết bọn họ, vậy liền lại giết một lần. Tiêu Phàm tu luyện tới bây giờ, còn chưa bao giờ bị người gạt ta, lần này lại bị một đám người lừa, trong lòng của hắn tự nhiên vô cùng khó chịu. Hướng Nam Thiên bọn họ trốn qua một kiếp cũng liền bình thường, dĩ nhiên còn đang suy nghĩ mới tìm cách đối phó bản thân cùng bản thân có quan hệ người, đơn giản liền là không biết sống chết. Công tử. Chiếu như thế nói đến, ngày đó bị công tử chém giết mặt khác bốn cái đế vực cùng cổ vực người, đoán chừng cũng không chết.
Quân Nhược Hoan lông mày cũng khóa chặt lên. Không phải đoán chừng, mà là nhất định, Tiêu Phàm khẳng định nói. Những cái này đế vực cùng cổ vực thiên tài, mặc dù thiên phú không thế nào vào Tiêu Phàm pháp nhãn, nhưng là bảo mệnh thủ đoạn, lại là nhường Tiêu Phàm đều một trận hâm mộ. Nếu như hắn nắm giữ tiên thiên thần ấn, há lại sẽ lo lắng những cái này cái gọi là thiên tài. Tiểu tử, người cũng không cần thỏa hiệp, kỳ thật ngươi cũng không thua thiệt. Bạch Ma lại là nhếch miệng cười nói. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn còn tưởng rằng Bạch Ma cố ý lại nói lời châm chọc đây. Ngươi nhìn chuôi kiếm này, đoàn hỏa diễm này, còn có một mai này bạch ngọc, những cái này đều là khó lường đồ vật. Bạch Ma lại là lơ đễnh nói. Vật này có thể có tác dụng gì? Tiêu Phàm bĩu môi nói, trong lòng ít nhiều có chút cảm giác mất mát. Ngươi lúc đó thu thập bọn họ thi thể, lại là vì cái gì đâu? Bạch Ma cười thần bí nói. Một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn xem kia ba loại đồ vật nói, ngươi nói là, những cái này liền là đại đế truyền thừa. Lúc ấy Tiêu Phàm thu thập hướng Nam Thiên bọn họ thi thể, không phải vì đừng, chính là vì thu hoạch được hướng Nam Thiên trên người bọn họ đại đế truyền thừa. Không sai, những cái này liền là đại đế vật truyền thừa. Bạch Ma gật gật đầu cười nói, tiên thiên thần ấn. Cố nhiên có thể ở thời khắc mấu chốt bảo trụ truyền thừa giả một mạng, nhưng nếu là tử vong mà nói, hắn vật truyền thừa cũng sẽ thoát ly, bên trong phong ấn đại đế lực lượng cũng sẽ tiêu tán, không tin mà nói, ngươi có thể dùng linh hồn chi lực đi cảm ứng ba loại này đồ vật. Tiêu Phàm nghe vậy, từng tia linh hồn chi lực tràn ngập mà ra, tràn vào cái viên kia chuôi đoản kiếm, một khắc sau, từng đạo rộng lớn thanh âm truyền vào Tiêu Phàm não hải. Đồng thời, đại lượng tin tức càng là tràn vào hắn ký ức chỗ sâu, đánh thẳng vào hắn linh hồn, Tiêu Phàm nháy mắt hiểu cái gì. Thật đúng là đại đế truyền thừa, Tiêu Phàm trên mặt lúc này mới lộ ra tiếu dung, loại kia thất vọng cảm giác nháy mắt tan thành mây khói. Cho nên nói, lần trước ngươi cũng không thua thiệt, không giết chết bọn họ, vạn la đế vực đoán chừng cũng không tiện châm đối ngươi, mà ngươi, ngược lại chiếm được những cái này truyền thừa. Bạch Ma nhếch miệng cười nói. Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, nói, sự tình sợ không phải như thế đơn giản, hướng Nam Thiên bọn họ tất nhiên còn sống, còn dám đối thiên vũ vực tu sĩ phía dưới bách vực tuyệt sát lệnh, đoán chừng chính là vì đoạt lại những cái này truyền thừa. Cái này ngược lại là, Bạch Ma gật gật đầu, nói, bất quá, ta không quá tin tưởng ngươi nguyện ý đem này ba loại truyền thừa giao ra. Giao ra, bọn họ những người này cũng xứng ta giao ra, tất nhiên bọn họ muốn chết. Ta không để ý lại giết bọn họ một lần, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng vạn la đế vực sẽ bỏ qua ta sao? Tiêu Phàm cười lạnh nói. Trong lòng của hắn lại là bổ sung một câu, coi như vạn la đế vực sẽ bỏ qua ta, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Dù sao ngươi nghĩ giết bọn hắn, ta là không quan trọng. Bạch Ma lơ đến cười nói. Nhược Hoan, ba kiện này đại đế truyền thừa, ngươi tuyển một kiện a. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Quân Nhược Hoan nói, này đồ tốt, tự nhiên vẫn là muốn tiện nghi chính mình người. Công tử, ta không cần, ta có gia tộc truyền thừa, không thể so với đại đế truyền thừa yếu. Quân Nhược Hoan lắc lắc đầu, hơi hơi khom người nói. À, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, có vẻ như quân gia không phải bản thân tưởng tượng như thế đơn giản. Hắn ánh mắt lại đảo qua thí thần cùng Bạch Ma. Nói thí thần cùng tiểu bạch tự nhiên cũng là không cần, các ngươi đều có bản thân thần thú truyền thừa, vậy liền lưu cho Tu La Điện mặt khác huynh đệ a. Đưa tay vung lên, Tiêu Phàm liền đem ba loại vật truyền thừa thu vào, chính hắn cũng có Tu La truyền thừa, không cần những vật này. Lần trước giết 7 người, phải có 7 loại đại đế truyền thừa. Tiêu Phàm trong lòng có chút tối thoải mái, bất quá hắn lại nghĩ tới một vấn đề, kiếm thiên vũ cùng phong lôi diễn hai người thế nhưng là đế vực đệ nhất nhân. Vì cái gì không có tiên thiên thần ấn đây? Cũng khó trách Tiêu Phàm hoài nghi, kiếm thiên vũ cùng phong lôi diễn hai người thực lực không phải kém, nói thế nào cũng sẽ lấy được gia tộc và thế lực coi trọng mới đúng a. Quay đầu chờ làm hao mòn hai người bọn họ trên người lệ khí, lại hỏi một chút bọn họ. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói. Công tử, chúng ta vẫn là mau chóng tìm tới kiếm tử bọn họ a, bằng không, bọn họ 8-9 phần 10 sẽ có nguy hiểm. Quân Nhược Hoan lời nói đem Tiêu Phàm tâm thần kéo trở về. Tiêu Phàm gật gật đầu, việc cấp bách là tìm tới kiếm tử bọn họ, mấy người có thể đều là thiên vũ vực trung kiên lực lượng,
nếu như chết ở Hướng Nam Thiên bọn họ trên tay, đối với Thiên Vũ vực tới nói, thế nhưng là tổn thất cực kỳ lớn. Dứt lời, Tiêu Phàm bốn người cực tốc hướng về đệ ngũ tầng 12 nhập khẩu tiến đến, Tiêu Phàm không biết là, giết kia mấy chục người, hắn quân công trị lại là tăng vọt, cũng đã đột phá 280 vạn, cự ly 300 vạn cũng không xa. Lần này, Tiêu Phàm không dám ở các tầng làm nhiều dừng lại, lấy bọn hắn tốc độ, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, liền đạt đến 63 tầng. Công tử, liền là một tầng này, lúc ấy ta liền là ở nơi này gặp gỡ bọn họ. Mấy người đứng ở một tòa dãy núi đỉnh, ngắm nhìn phương xa, Quân Nhược Hoan mở miệng nói. Tiêu Phàm gật đầu, lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, thâu nhập một đạo tin tức, mặt khác Thiên Vũ vực tu sĩ không có cho truyền âm ngọc phù, nhưng là kiếm tử cùng Long Phi Vũ lại lưu lại một mai. Truyền âm ngọc phù không thể tầng ngăn cách truyền âm, nhưng kiếm tử bọn họ nếu là tại một tầng này, rất nhanh liền có thể thu đến tin tức. Nhưng Tiêu Phàm thất vọng là, chờ đợi nửa ngày, vẫn như cũ không có thu đến kiếm tử cùng Long Phi Vũ hồi âm, mấy người lại ở 63 tầng tìm một vòng, cũng không phát hiện mấy người tung tích. Bất đắc dĩ phía dưới, bốn người chỉ có thể tiếp tục hướng 64 tầng tiến đến, đồng dạng biện pháp, vẫn như cũ không có tìm tới kiếm tử bọn họ. Bất quá, làm bọn họ đến 65 tầng thời điểm, Tiêu Phàm trong tay truyền âm ngọc phù bỗng nhiên sáng lên, Tiêu Phàm thôi động thời khắc, một đạo thanh âm vang lên, kiếm huynh, ngươi đến 65 tầng. Các ngươi ở đâu? Tiêu Phàm hỏi, đó là kiếm tử thanh âm. Kiếm tử nói một cái địa phương, nhưng Tiêu Phàm đối 65 tầng căn bản không quen thuộc, nếu như dựa theo địa hình đi tìm, đoán chừng không biết muốn tìm bao lâu. Ngươi kéo dài thôi động truyền âm ngọc phù, ta rất nhanh chạy đến. Tiêu Phàm vội vàng nói ra. Truyền âm ngọc phù là hắn luyện chế, bên trong lưu lại một đạo đặc thù ấn ký, chỉ cần đối phương thôi động truyền âm ngọc phù, Tiêu Phàm liền có thể cảm ứng được đại khái phương hướng. Kiếm huynh, Hướng Nam Thiên bọn họ đang đuổi giết chúng ta, ngươi chính là không được qua đây, tranh thủ thời gian rời đi nơi đây. Kiếm tử lo lắng nói ra, hắn dám động các ngươi, ta muốn mạng hắn. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, trên người lạnh lẽo sát ý lặng yên dâng lên. Tiêu Phàm cảm ứng đến kiếm tử bọn họ phương hướng, lấy tốc độ cực nhanh bay qua, kiếm tử đám người hiển nhiên người đã ở hiểm cảnh, chậm trễ nữa một chút thời gian, đoán chừng kiếm tử bọn họ liền thật nguy hiểm. Một chỗ sơn lâm, sương mù mênh mông, tràn ngập một cỗ túc sát khí hơi, lờ mờ có quang mang thiểm thước. Sơn lâm bốn phía, hư không mấy chục đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng quan sát phía dưới, mỗi người trên thân đều trán phóng sát ý. Cầm đầu một người không phải kẻ khác, chính là Hướng Nam Thiên, ở hắn cách đó không xa, Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền cùng ánh mắt u lãnh. Đều ra đi, các ngươi trốn không thoát. Vân Trung Phượng lạnh lùng mở miệng. Bị Tiêu Phàm chém dụng tiên thiên thần ấn, đoạt đi đại đế truyền thừa, Vân Trung Phượng đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, giết không được Tiêu Phàm, hắn liền chỉ có thể tìm Thiên Vũ vực tu sĩ báo thù. Vì tránh né Tiêu Phàm, bọn họ một mực ẩn nhẫn lấy, chưa từng bại lộ thân phận, muốn lặng yên không một tiếng động diệt sát Thiên Vũ vực tu sĩ. Nếu như không phải Quân Nhược Hoan phát hiện bọn họ, Tiêu Phàm có lẽ một mực coi chính mình giết bọn họ. Hướng Nam Thiên, chúng ta đều là Vạn La đế vực người, ngươi lại hà tất đuổi tận giết tuyệt. Một đạo băng lãnh thanh âm từ sơn lâm bên trong vang lên, đó là kiếm tử thanh âm. Nếu như không phải bố trí trận pháp, bọn họ đã sớm ngăn cản không được. Bất quá cho dù như thế, bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu, Hướng Nam Thiên bọn họ cũng đã đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ, mà kiếm tử bọn họ, vẻn vẹn vừa mới vượt qua thần vương kiếp mà thôi. Cho dù là đồng giai, kiếm tử bọn họ cũng chưa chắc là Hướng Nam Thiên bọn họ đối thủ, huống chi Hướng Nam Thiên so bọn họ cao một cái cảnh giới đây. Ngươi cũng biết rõ Thiên Vũ vực lệ thuộc về Vạn La đế vực, tất nhiên như thế, ta muốn các ngươi chết, các ngươi liền phải chết. Hướng Nam Thiên mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, căn bản không có buông tha kiếm tử bọn họ ý tứ. Hướng huynh, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, để bọn hắn sống lâu mấy tháng, bọn họ cũng đã đủ vốn. Nguyệt Thiên Huyền mở miệng nói. Cũng tốt, Hướng Nam Thiên gật gật đầu, đưa tay vung lên nói, cùng tiến lên, phá vỡ trận pháp. Là, những người khác gật gật đầu, mấy chục người cùng nhau tiến lên, kinh khủng sát phạt chi khí ở hư không nở rộ, cuồng bạo công kích mãnh liệt công kích tới trận pháp màn sáng. Hướng Nam Thiên,
Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng cũng đồng thời xuất thủ, trận pháp quang mang run lên một cái, tựa như tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Kiếm tử bọn họ cuối cùng không phải trận pháp sư, bố trí trận pháp vẫn là mượn trận bàn lực lượng, có thể kháng trụ thần vương cảnh trung kỳ công kích, cũng đã xem như cực kỳ khó được. Ầm ầm, hư không rung động không thôi, đầy trời pháp tắc chi lực mãnh liệt, chém đi hư không, trận pháp màn sáng rốt cục tiếp nhận không được cỗ kia uy áp, bỗng nhiên nổ tung lên. Cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh từ sơn lâm bên trong trùng thiên mà lên, nhiều đến 9 người, chính là kiếm tử cùng thanh minh đám người. Chạy a, các ngươi ngược lại là chạy a. Hướng Nam Thiên nhe răng cười một tiếng, mặt lộ dữ tợn. Kiếm khí cùng thanh minh đám người sắc mặt khó xử đến cực điểm, chạy trốn mấy tháng, cuối cùng vẫn là muốn đối mặt Hướng Nam Thiên bọn họ, chẳng lẽ bản thân đám người vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết sao? Hướng Nam Thiên, chúng ta chưa bao giờ cùng ngươi làm địch, ngươi làm gì muốn đuổi tận giết tuyệt? Lần này mở miệng nói chuyện là Long Phi Vũ. Không vì cái gì, muốn trách thì trách các ngươi là Thiên Vũ vực người. Hướng Nam Thiên thần sắc lạnh lùng. Ngươi muốn giết ta nhóm, chúng ta cho dù chết rồi, cũng có thể để ngươi lột ra. Thì hoàng tử mắt lộ ra hung quang, sát khí bừng bừng nói. Có đúng không? Hướng Nam Thiên nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Phốc phốc, vừa dứt lời, đột nhiên hai tiếng giòn vang truyền ra, huyết sái trường không, lại là nhìn thấy Long Tử Yên cùng thi hoàng tử mi tâm, bỗng bị hai thanh lợi nhận xuyên thủng. Tự tìm cái chết, kiếm tử cùng Long Phi Vũ hai người gầm thét, đồng thời xuất thủ. Nhưng mà, hai đạo thân ảnh kia phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy, kiếm tử cùng Long Phi Vũ hai người vồ hụt, hai người trong mắt lộ ra hung quang, vội vàng ôm lấy Long Tử Yên cùng thi hoàng tử. Tiểu muội, Long Phi Vũ gào thét, hai mắt đỏ bừng như máu, trên trán nổi gân xanh. Tần Sở, Tuyệt Ngân, các ngươi dĩ nhiên phản bội chúng ta. Một bộ áo bào tím Tử Vân Phong phẫn nộ quát lớn, quanh thân sát quang lấp lóe, hận không thể đem Tần Sở cùng Tuyệt Ngân tháo thành tám khối. Đám người ai cũng không nghĩ đến lại là dạng này kết quả, một mực đi theo bọn họ đã trải qua đông đảo cực khổ Tần Sở cùng Tuyệt Ngân đột nhiên sẽ đối bọn họ hạ tử thủ. Chẳng lẽ bọn họ những ngày qua tình cảm đều là giả ra sao? Tính cả Cam Tổng cộng người khổ đều không thể tin, trong thiên hạ, còn có người nào có thể tin đây? Tử Vân Phong, chúng ta đã sớm là chủ nhân nô tài, nơi nào đến phản bội? Tuyệt Ngân cười lạnh mở miệng nói, một mặt nịnh nọt khom người đứng ở Hướng Nam Thiên sau lưng. Khó trách vô luận chúng ta như thế nào ẩn tàng bản thân hành tung, đều sẽ bị Hướng Nam Thiên phát hiện. Nguyên lai một mực đều là các ngươi đang làm trò quỷ. Kiếm tử nhe răng trợn mắt nói. Siêu nhiên như hắn, giờ phút này cũng là phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng các ngươi sống lâu như vậy, cũng khó được. Tần Sở cũng mở miệng nói, Tử Vân Phong, ngươi thiên phú không tồi, nếu như ngươi nguyện ý trở thành chủ nhân nô tài, ta muốn chủ nhân sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi đánh giám, Tử Vân Phong giận không thể át, ta Tử Vân Phong mặc dù không phải quân tử. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không vẫy đuôi mừng chủ, hắn Hướng Nam Thiên cũng không xứng. Tự tìm cái chết, Tần Sở hầm hầm giận dữ, khom người nói, chủ nhân, ta đi giết bọn họ. Giết, Hướng Nam Thiên nhàn nhạt mở miệng, chấn cánh tay vung lên, hắn sau lưng mấy chục người đồng thời vồ giết mà ra. Trước đó bọn họ 9 người, còn có thể ngăn cản chốc lát, nhưng là hiện tại, Tần Sở cùng Tuyệt Ngân phản bội, thì hoàng tử cùng Long Tử Yên trọng thương. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại kiếm tử, Long Phi Vũ, Tử Vân Phong, Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ 5 người còn có chiến lực. Nhưng là, bọn họ vẻn vẹn 5 người, lại làm sao có thể ngăn cản được mấy chục người đâu. Huống chi, kiếm tử cùng Long Phi Vũ còn muốn bảo hộ bên người thi hoàng tử cùng Long Tử Yên. Vẻn vẹn chốc lát, 5 người liền ngăn cản không được, Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ 2 người trọng thương, cơ hồ không có sức đánh một trận. Long Tử Yên cùng thi hoàng tử lại trúng vài kiếm, máu tươi nhiễm đỏ y phục. Ca, không cần phải để ý đến ta, người mau trốn. Long Tử Yên dùng hết toàn thân khí lực nói ra, thể nội sinh cơ nhanh chóng sói mòn, vừa mới Tần Sở một kiếm, kém chút nhường hắn thần hồn câu diệt. Dù là Long Phi Vũ dùng thần lực bảo vệ hắn thần hồn không diệt, vẫn như trước trèo trống không được bao lâu, hơn nữa đối với hắn tiêu hao cực lớn. Không. Ta đáp ứng cha, nhất định muốn mang ngươi yên ổn rời đi. Long Phi Vũ giống to,
đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng tới lui, hốc mắt đã sớm bị nước mắt ướt đẫm. Còn muốn yên ổn rời đi, đừng có nằm mộng. Tần Sở cười lạnh một tiếng, một kiếm đâm về Long Phi Vũ hậu tâm. Cẩn thận, Long Tử Yên nhìn thấy, dọa đến hoa dung thất sắc, đồng thời, nàng đột nhiên đem hết toàn lực đẩy ra Long Phi Vũ, dùng bản thân thân thể chặn lại Tần Sở một kiếm. Tiểu muội, Long Phi Vũ ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đầu huyết sắc thần long hư ảnh, cuồng bá khí thế từ trên người hắn nở rộ mà ra. Chết, Tần Sở căn bản không để ý tới Long Phi Vũ, trường kiếm vẩy một cái, Long Tử Yên thân thể mềm mại run lên bần bật, sau đó bị kiếm khí quấy đến vỡ nát, chỉ có mênh mông xương máu tràn ngập ở hư không. Kiếm tử đám người nhìn thấy một màn này, con người màu đỏ tươi như máu, bọn họ muốn phát cuồng. Những ngày qua, mấy người một đường giết tới Bách Sát Tháp 63 tầng, tình cảm sớm đã không phải là so bình thường, nhưng bây giờ, Long Tử Yên lại trơ mắt chết ở trước mặt bọn họ, này khiến bọn họ như thế nào tiếp nhận. A Long Phi Vũ càng là ngửa mặt lên trời gầm thét, ôm đầu, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cả người dường như tiến nhập điên cuồng trạng thái. Hắn trong đầu không ngừng hồi tưởng bản thân muội muội từng màn, những cái kia hình ảnh biết bao ấm áp. Nhưng hiện tại, bản thân sủng ái nhất muội muội, dĩ nhiên trơ mắt chết ở trước mặt mình, bản thân lại không thể ra sức. Loại thống khổ này, há lại bình thường người có thể tiếp nhận. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Long Phi Vũ nổ đom đóm mắt, quanh thân huyết khí chậm rãi biến thành hắc sắc phụ khí, thiên địa đều bắt đầu mãnh liệt lay động. Cái kia huyết sắc con ngươi nhìn chằm chằm Tần Sở, sát ý lạnh như băng càng là tập trung vào Tần Sở. Tần Sở chỉ cảm giác toàn thân mát lạnh, thật giống như bị một đầu độc xà tập trung vào đồng dạng, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Đi chết đi, một tiếng nộ khiếu vang vọng trường không, Long Phi Vũ bỗng biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện đã là ở Tần Sở trước người. Hư không thần vương thể ở giờ phút này bộc phát ra toàn bộ lực lượng, một cây trường thương hung hăng vẩy một cái, bỗng nhiên xuyên thủng Tần Sở lồng ngực, mưa máu huy sái mà xuống, bắn tung tóe hắn một thân. Bất quá, Long Phi Vũ lại là không có bất luận cái gì quan tâm, hắn hiện tại, chỉ muốn giết chết Tần Sở, giết chết hướng Nam Thiên bọn họ, cho mình muội muội báo thù. Chủ nhân, cứu ta! Tần Sở trên mặt lộ ra hoảng sợ, thể nội sinh cơ nhanh chóng xói mòn. Long Phi Vũ bạo phát lực lượng, hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết, mặc dù cùng là thần vương cảnh, nhưng hắn cảm giác mình ở trước mặt Long Phi Vũ, liền như là một đầu run rế. Phế vật, hướng Nam Thiên con người băng lãnh, căn bản không có xuất thủ ý tứ, hắn chưa bao giờ đem Tần Sở xem như chính mình người, lại làm sao có thể đi cứu hắn đây. Đừng nói Tần Sở, liền là chính hắn thuộc hạ, hướng Nam Thiên cũng tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều một cái. Không Tần Sở sợ hãi, hắn không nghĩ đến, bản thân lại bị hướng Nam Thiên từ bỏ, hoảng sợ nói, Long Phi Vũ, ta không phải cố ý, không phải ta muốn giết muội muội của ngươi, là hắn, hướng Nam Thiên bức ta. Phốc, không đợi Tần Sở nói xong, Long Phi Vũ trường thương run lên, Tần Sở thân thể bỗng nhiên bạo tán mà ra, hóa thành vô tận xương máu tràn ngập hư không, hiển nhiên đã chết không thể lại chết. Long Phi Vũ trợn mắt quét ngang. Như một đầu giống như dã thú, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm hướng Nam Thiên, sau đó không chút do dự vồ giết đi lên. Giết hắn, hướng Nam Thiên con ngươi băng lãnh, căn bản không có chủ động xuất thủ ý tứ. Hắn người không ý, chém giết Long Phi Vũ đám người, hoàn toàn không tất yếu nhường hắn tự mình động thủ, hắn và Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng đứng ở ba cái phương hướng, để tránh Long Phi Vũ bọn họ chạy trốn. Kiếm huynh, không cần quản ta. Ta còn chịu nổi. Thi hoàng tử suy yếu thanh âm vang lên, quanh thân hắc phụ quay cuồng, quỷ dị là, hắn thể nội sinh cơ cũng không có sói mòn. Điểm này cùng Long Tử Yên khác biệt, cũng là cùng hắn tu luyện công pháp và tự thân thể chất có quan hệ, hắn linh hồn, cũng không có sống nhờ ở mi tâm ý thức không gian. Cẩn thận, kiếm tử khẽ cắn môi, hắn giờ phút này cũng người bị trọng thương, nếu như tiếp tục bảo hộ thi hoàng tử, qua một lúc toàn bộ đều phải lưu ở nơi này. Trong lòng của hắn phức tạp vô cùng, có chút kỳ vọng Tiêu Phàm đến, có lẽ có thể giải cứu bọn họ, nhưng hắn lại không muốn Tiêu Phàm đến. Hướng Nam Thiên bọn họ nhiều người như vậy, thần vương cảnh đều có không ít, Tiêu Phàm nếu là đến, có thể ngay cả Tiêu Phàm đều muốn chết ở nơi này. Dạ Vũ, ta ngăn lại bọn họ, người đi mau.
Cách đó không xa, Thanh Minh cùng Thanh Giả Vũ cũng bị 7-8 người điên cuồng công kích, hai người cũng đã toàn thân nhuốm máu, căn bản kiên trì không được bao lâu. Ta không đi, ta muốn giết bọn họ, coi như chết rồi, Kiếm công tử cũng sẽ thay chúng ta báo thù. Thanh Giả Vũ hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch. Nàng cũng biết rõ, bản thân vừa mới đột phá thần vương cảnh, bây giờ người bị trọng thương, coi như muốn chạy trốn, cũng không có khả năng, chỉ là Thanh Minh còn ôm lấy một tia hy vọng mà thôi. Công tử, Thanh Minh kiếp sau lại cùng ngươi sóng vai tác chiến. Thanh Minh nộ khiếu một tiếng, trên người đột nhiên thiêu đốt lên cuồn cuộn huyết khí, hắn khí thế bỗng bắt đầu kéo lên lên. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, Thanh Minh trên người khí tức liền đã không kém gì thần vương cảnh trung kỳ. Giết, Thanh Minh gầm thét một tiếng, một kiếm nổi giận chém mà ra, đối diện hai người bị hắn một kiếm đẩy lui, đồng thời thân thể nhanh chóng tiến lên, đâm xuyên qua một người lồng ngực. Trường kiếm dùng sức vẩy một cái, người kia thi thể trực tiếp bị hắn một kiếm xé thành hai nửa, tính cả linh hồn cũng bị chém giết. Cùng lúc đó, Kiếm Tử, Tử Vân Phong, Long Phi Vũ, Thanh Giả Vũ cũng đồng thời thiêu đốt huyết khí, này cơ hồ là không muốn sống đấu pháp. Dù là có thể giết hướng Nam Thiên những người này, bọn họ huyết khí một khi đốt hết, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Dù sao, huyết khí đại biểu thế nhưng là thọ nguyên, huyết khí khô cạn, thọ nguyên cũng liền muốn tới cuối. Trừ phi có thể lấy được bổ sung huyết khí thiên tài địa bảo, có lẽ đột phá đại đế cảnh, tổn thất huyết khí, vĩnh viễn cũng không có khả năng bổ trở về. Vùng vẫy dẫy chết sao? Hướng Nam Thiên cười lạnh nhìn xem một màn này, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói, ha ha, Kiếm Hồng Trần, ngươi không nghĩ đến những người này sẽ bởi vì ngươi mà chết đi. Ta thật đúng là không nghĩ đến. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng ở hư không vang lên. Ngay sau đó, ba cái điểm đen từ đằng xa cực tốc tới gần, một cỗ đáng sợ khí thế cuốn tới. Chủ nhân, là Kiếm Hồng Trần, vừa mới hắn cùng với Kiếm Tử thông tin, Kiếm Hồng Trần đang nhanh chóng chạy đến. Một bên Tuyệt Ngân cười to nói, chủ nhân không phải muốn giết hắn à, hắn hiện tại đến, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết bọn họ. Hướng Nam Thiên nghe vậy, mặt sạm lại, khóe miệng có chút co lại. Giết Kiếm Hồng Trần, trừ phi bản thân ăn tim gấu gan báo, mới dám đi giết hắn. Hắn trong đầu còn rõ ràng nhớ kỹ hơn một năm trước, Tiêu Phàm độ thần vương kiếp một màn, chỉ là ngẫm lại, trong lòng cũng có chút run lên. Nhìn thấy Tuyệt Ngân tiếu dung, Hướng Nam Thiên trong lòng tức khắc phẫn nộ đến cực điểm, ngươi tất nhiên biết Kiếm Hồng Trần chạy đến, tại sao không nói sớm. Dù sao nói hay không đều một dạng, bọn họ đều phải chết. Tuyệt Ngân lại là cười cười nói. Ngu xuẩn, Hướng Nam Thiên hầm hầm giận dữ, một bàn tay đập vào Tuyệt Ngân trên đầu. Tuyệt Ngân nơi nào sẽ nghĩ đến Hướng Nam Thiên sẽ đột nhiên đối với hắn xuất thủ, căn bản đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị Hướng Nam Thiên một bàn tay đánh thành thịt nát. Tới chết, Tuyệt Ngân đều không nghĩ đến, bản thân dĩ nhiên bởi vì một câu liền bị Hướng Nam Thiên giết. Nếu như hắn dưới suối vàng biết, đoán chừng cũng sẽ phiền muộn không thôi. Đi mau, đi, Hướng Nam Thiên không có quan tâm Tuyệt Ngân sinh tử, gầm thét một tiếng, sau đó lấy ra một khối huyết linh thạch mở ra thông đạo, một khắc cũng không dám ở trong này dừng lại. Trong nháy mắt, Hướng Nam Thiên liền biến mất ở nguyên chỗ, liền bản thân thuộc hạ cũng không lo được. Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền cũng đồng dạng không chút do dự lấy ra huyết linh thạch, muốn thừa cơ đào vong. Làm sao sẽ, Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền hai người kinh khủng vô cùng, bọn họ kinh khủng phát hiện, hư không lại bị cầm giữ. Hư không bị giam cầm, liền huyết linh thạch đều không dùng được. Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền hai người chỉ cảm giác lạnh cả tim, bất quá hai người phản ứng cũng không tính là chậm, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Thí thần, Tiểu Bạch, đừng để bọn hắn chạy. Lúc này, Tiêu Phàm cũng đã đi tới phụ cận. Nhìn thấy Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền muốn chạy trốn, trong mắt phát lạnh, quát to một tiếng. Yên tâm, bọn họ trốn không thoát. Bạch Ma nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên hướng về Vân Trung Phượng đuổi theo, mà thí thần lại là khóa được Nguyệt Thiên Huyền. Về phần Tiêu Phàm, hắn lách mình xuất hiện ở Kiếm Tử bọn họ vị trí địa phương, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng vẻ hung ác. Ngay sau đó, một cỗ huyền diệu năng lượng ba động bỗng nhiên từ trên người hắn bao phủ mà ra. Một cỗ khắc nghiệt mà lại bi thương khí tức bao phủ tứ phương. Một thoáng thời gian, công sát Kiếm Tử bọn họ mấy chục người,
đột nhiên không nhúc nhích, trên mặt lộ ra xám hối ý. Ta sai rồi, ta không nên giết các ngươi. Không liên quan ta là hướng Nam Thiên cái kia vương bát đản bức ta. Tha mạng a! Phù 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 thanh âm vang lên, chỉ thấy mấy chục người đại bộ phận đều hướng về Tiêu Phàm vị trí quỳ lạy xuống, chỉ có số ít mấy cái thần vương cảnh tu sĩ vẫn ở chỗ cũ dẫy dụa lấy. Tiêu Phàm không nói, lạnh lùng quét mấy chục người một cái, sau đó nhẹ nhàng mà vươn ra bàn tay, lập tức nhẹ nhàng một nắm, quát lạnh một tiếng, vong linh ai ca. Phốc phốc phốc, từng tiếng giòn vang truyền ra, từng đạo túc sát kiếm khí từ bọn họ thể nội bắn ra, mấy chục người bỗng toàn bộ bạo tán mà ra, chỉ có 3-4 người còn sống, nhưng là máu me khắp người, một mặt kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Hư không bên trong vô số quang vũ hướng về Tiêu Phàm bên hông quân công bảng bay đi, những người này, lại cho Tiêu Phàm quân công chỉ thúc đẩy một thanh. Kiếm tử đám người nhìn thấy một màn này, cũng toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ đánh đánh giết giết, nhưng mà vẫn như cũ không phải những người này đối thủ, nhưng Tiêu Phàm, vẻn vẹn một kích, liền đem những người này giết hơn phân nửa, dạng này thực lực, quá đáng sợ. Đám người lúc này mới phát hiện, bọn họ cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch cũng đã càng ngày càng lớn. Bọn họ hít sâu một hơi, vội vàng ngăn trở huyết khí thiêu đốt, cả người sụi lơ ở mặt đất, suy yếu đến cực điểm. Bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm đến, bản thân mấy người liền không cần chết rồi, chỉ là Long Tử Yên cùng Thi Hoàng Tử hai người, sợ là không sống được. Chết, 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 đột nhiên, đám người tâm thần bị một đạo phẫn nộ kéo trở về. Lại là nhìn thấy Long Phi Vũ điên cuồng phóng tới mấy cái kia sống sót thần vương cảnh tu sĩ, trường thương nhanh như thiểm điện, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Mấy cái kia thần vương cảnh tu sĩ sắc mặt đại biến, bọn họ muốn trốn tránh, nhưng lại bị một cỗ lực lượng trấn nhiếp, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ba người ở hoảng hốt và tuyệt vọng bên trong ngã xuống, thân thể bị oanh thành kiếp cho. Nhưng mà, Long Phi Vũ vẫn như cũ không có dừng lại. Cầm trong tay trường thương hướng về Tiêu Phàm đánh tới, đầy trời thương ảnh ở hư không lấp lóe, sắp tới cực hạn. Long huynh, đó là kiếm huynh, không muốn động thủ. Kiếm tử hét lớn. Nhưng Long Phi Vũ căn bản nghe không được hắn thanh âm đồng dạng, điên cuồng thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy, hơi hơi nhíu lông mày, làm Long Phi Vũ thương ảnh tới gần thời khắc, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, bỗng biến mất ở nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện. Đã là ở Long Phi Vũ sau lưng, đưa tay, mấy đạo lưu quang xuất vào Long Phi Vũ thể nội. Long Phi Vũ trên người khí thế tức khắc nhanh chóng biến mất, quanh thân hắc vụ cũng chậm chậm thu liễm. Tỉnh lại, Tiêu Phàm há miệng vừa quát, mang theo một đạo tiếng long ngâm, xông thẳng Long Phi Vũ não hải. Long Phi Vũ đôi mắt đông đảo huyết sắc chậm rãi biến mất, sau đó thanh tỉnh không ít, bất qua thiếu đi loại kia điên cuồng, hắn thân thể bỗng sụi xuống trên mặt đất. Ngay cả đứng đều đứng không vững. Tiêu Phàm vội vàng đỡ lấy Long Phi Vũ, hơi hơi thở dài một hơi, Long huynh, bớt đau buồn đi. Hướng Nam Thiên, ta muốn giết ngươi. Long Phi Vũ ngửa mặt lên trời nộ hống, nói lấy, mắt hắn nước mắt lại dừng lại không được lưu lại. Long Tử Yên chết, đối với hắn tới nói, hiển nhiên là một rất lớn đả kích. Yên tâm, hắn nhất định sẽ chết. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắn cũng không nghĩ đến hướng Nam Thiên vậy mà ở trước tiên trốn, trong thời gian ngắn muốn giết hắn, đoán chừng cũng không dễ dàng. Lập tức Tiêu Phàm lại đem ánh mắt nhìn hướng những người khác, đưa tay vung lên, cuồn cuộn sinh cơ tràn vào đám người thể nội, đám người sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Chỉ là tổn thất huyết khí, đoán chừng trong thời gian ngắn bổ không trở lại. Tiêu huynh, nhanh mau cứu Thi Hoàng tử, kiếm tử đột nhiên kêu lên, hắn trong ngực. Ôm lấy hắc khí vần quanh Thi Hoàng tử. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở Thi Hoàng tử trước người, một tay nắm chặt hắn mạch đập, một lát sau mới nói, yên tâm, hắn không có việc gì, rất nhanh liền sẽ tỉnh lại. Không có việc gì, kiếm tử trên mặt vui vẻ, mấy người đều là cùng cam tổng cộng khổ chiến bạn, hắn tự nhiên không hy vọng Thi Hoàng tử xảy ra chuyện. Hắn chính là U Minh Ma Thể, linh hồn cùng nhục thân cũng đã hợp nhất. Một kiếm kia, chỉ là thương tổn tới hắn linh hồn mà thôi. Tiêu Phàm giải thích nói. Kiếm tử, người vừa mới gọi hắn cái gì? Thanh Dạ Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ta, kiếm tử đắng chát cười một tiếng, bản thân vội vàng thời khắc, dĩ nhiên quên Tiêu Phàm thân phận.
Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến Kiếm Tử dĩ nhiên nhận ra bản thân, nghi ngờ nói, Kiếm huynh, ngươi là như thế nào nhận ra ta? Bạch Ma, Kiếm Tử không có giấu giếm, từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, hắn liền đã nhận ra được. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng mà Thanh Minh, Thanh Dạ Vũ cùng Tử Vân Phong mấy người lại là kinh ngạc vô cùng, bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, trước mắt Kiếm Hồng Trần, dĩ nhiên liền là Tiêu Phàm. Xin lỗi, ta cũng chỉ là tình thế bất đắc dĩ. Tiêu Phàm đắng chát cười nói, hắn tiến vào Bách Sát chiến trường, thế nhưng là mượn nhờ Tu La Điện Bách Sát đế lệnh, đây là không thể gặp ánh sáng. Tiêu Phàm, thực sự là ngươi. Thanh Dạ Vũ vui đến phát khóc, bỗng nhiên nhào vào Tiêu Phàm trong ngực. Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc, hé ra cánh tay, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tốt, không sao, Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Thanh Dạ Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng tránh thoát Tiêu Phàm ôm ấp, khuôn mặt kiều nộn ướt át, tựa như muốn gạt ra máu đến, không dám mắt nhìn thẳng Tiêu Phàm. Tiểu tử, người này ngươi như thế nào xử trí? Đang lúc Tiêu Phàm không biết làm sao thời khắc, Bạch Ma thân ảnh xuất hiện, há mồm phun một cái, một đạo thân ảnh rơi ở trước mặt Tiêu Phàm, lại là máu me khắp người Vân Trung Phượng. Lão đại, gia hỏa này là hấp hay là thịt kho tàu? Cùng lúc đó, thí thần cũng nắm lấy Nguyệt Thiên Huyền đi trở về, như ném con gà đồng dạng đem Nguyệt Thiên Huyền ném trên mặt đất. Kiếm Hồng Trần, Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng mặt lộ kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, tha chúng ta, về sau chúng ta nhất định không còn cùng ngươi làm địch. Hiện tại biết rõ tỉnh ngộ, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, đáng tiếc đã chậm, lần trước các ngươi may mắn trốn qua một lần, tất nhiên một lần giết không chết các ngươi, vậy liền nhường các ngươi lại chết một lần. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, hai đạo lưu quang chui vào Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền mi tâm. Ngươi, hai người trợn to hai mắt, còn muốn nói cái gì, có thể mà nói chưa mở miệng, liền cũng đã không có bất luận cái gì âm thanh. Giết chết Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng, Tiêu Phàm không có bất luận cái gì hổ thẹn, hai người này, từ lúc 2 năm trước nên chết rồi, để bọn hắn sống lâu lâu như vậy, cũng đã đủ vốn. Như thế giết chết bọn họ, cũng quá tiện nghi bọn họ. Kiếm Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Xác thực tiện nghi bọn họ, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra Tu La Kiếm, một kiếm quán xuyên hai người thi thể, cuồn cuộn máu tươi tràn vào Tu La Kiếm. Vẻn vẹn chốc lát, hai người máu tươi liền bị rút không còn một mảnh. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, hai đạo lưu quang tức khắc từ hai cỗ thi thể mi tâm gào thét mà ra, lại là hai đạo quang đoàn, lờ mờ còn có hai khỏa hạt gạo lớn nhỏ tiểu thạch đầu. Kiếm Hồng Trần, kinh khủng thanh âm từ hai đạo quang đoàn bên trong đồng thời vang lên. Còn chưa có chết, Kiếm Tử đám người kinh ngạc vô cùng, Tiêu Phàm vừa mới một chỉ, rõ ràng cũng đã diệt bọn họ a, liền bất luận cái gì sinh cơ đều không cảm ứng được, làm sao còn khả năng sống đây này. Nguyệt gia cùng Vân gia thật đúng là hạ vốn gốc, dĩ nhiên cho bọn họ đế huyết mệnh thạch. Bạch Ma trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Cái gì là đế huyết mệnh thạch? Thí thần nghi ngờ nói, những người khác cũng là nghi hoặc không thôi. Mọi người đều biết, đại đế rất khó bị giết chết, trừ phi khí số bị ma diệt, mà đế huyết mệnh thạch chính là đại đế tinh huyết cùng khí số dung luyện mà thành, chỉ cần đế huyết mệnh thạch không tiêu tan, bọn họ linh hồn liền không diệt, đoạt xá liền có thể sống sót. Bạch Ma giải thích nói. Nói đến nơi này, Bạch Ma không khỏi nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn đều không có phát hiện hai người thể nội đế huyết mệnh thạch, Tiêu Phàm lại là như thế nào phát hiện đây? Hắn tự nhiên không biết, Tiêu Phàm lĩnh ngộ thần thông chọc, đối khí số 10 phần mẫn cảm. Khi hắn ánh mắt đảo qua Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền thi thể thời khắc, hắn cảm ứng được hai người trong thi thể, dĩ nhiên còn có cỗ này vì không thể tra năng lượng, giương tay vồ một cái, liền thật đem hai người linh hồn bắt ra. Còn tốt công tử phát hiện kịp thời, bằng không lại để bọn hắn hai người trốn qua một kiếp. Quân Nhược Hoan ánh mắt lạnh lùng. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến còn có đế huyết mệnh thạch dạng này bảo vật, những cái này cổ tộc thiên tài nội tình, thật đúng là không phải bọn họ có thể so sánh. Kiếm Hồng Trần, giết chúng ta, bị Tiêu Phàm bọn họ phát hiện bí mật, Vân Trung Phượng tức khắc kinh khủng kêu lên. Giết các ngươi, cũng quá tiện nghi các ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, nói Thiên Vũ vực bao nhiêu người bởi vì các ngươi mà chết, ta dùng thần hỏa ngao luyện các ngươi linh hồn ngàn năm, xem như các ngươi thay Thiên Vũ vực chết đi tu sĩ chuộc tội a.
Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một đoàn kim sắc hỏa diễm tức khắc bao vây lấy hai đoàn quang mang, nóng rực nhiệt độ khoét tán ra. A, à, Kiếm Hồng Trần, van cầu ngươi giết ta, giết ta. Nguyệt Thiên Huyền thê lương tử kêu thảm. Nhưng Tiêu Phàm lại căn bản không để ý hắn, ý niệm khẽ động, hai đoàn linh hồn quang mang liền bị Tiêu Phàm ném vào nội thiên địa, hắn lời đã ra miệng, tự nhiên sẽ làm được, tất nhiên sẽ dùng vô tận chi hỏa ngao luyện bọn họ ngàn năm. Đám người người nào đều không có đồng tình hai người, bọn họ nếu là đồng tình Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền, lại có ai đến đồng tình bọn họ đâu. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới hít sâu một cái, nhìn về phía đám người nói, là ta thật xin lỗi mọi người, hại mọi người. Cái này không liên quan ngươi sự tình, muốn trách thì trách kia hướng Nam Thiên, còn có Tần Sở cùng Tuyệt Ngân, hai người bọn họ dĩ nhiên đầu phục hướng Nam Thiên. Kiếm Tử phẫn nộ nói. Tần Sở cùng Tuyệt Ngân người đâu? Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng sương lạnh. Chết, Tử Vân Phong lạnh như băng nói, chờ bách sát chiến trường kết thúc, ta định đi Thiên Võ Thần Sơn Tần gia đòi lại một cái công đạo. Tần gia liền không có tất yếu tồn tại, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Tử Vân Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực, muốn diệt Tần gia mà nói, xác thực không khó. Tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Tiêu Phàm lại nhìn về phía đám người nói. Tiêu huynh, ta muốn gia nhập Tu La Điện. Đột nhiên, một đạo suy yếu thanh âm vang lên, lại là Thi Hoàng Tử cũng đã tỉnh lại, Kiếm Tử đỡ hắn dậy, chậm rãi đứng dậy. Tiêu huynh, ta đại biểu Thiên Lan Tông gia nhập Tu La Điện, không biết người có nguyện ý hay không? Kiếm Tử cũng mở miệng nói. Tính Long Đằng phủ một cái, Long Phi Vũ lạnh giọng nói. Trong mắt chán phóng cửu hận quang mang. Còn có U Vân Phủ, Thanh Minh hợp thời mở miệng nói. Chỉ có Tử Vân Phong trầm mặc không nói, bất quá hắn cũng biết rõ, bản thân ngăn cản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Phi Vũ, Kiếm Tử, Thi Hoàng Tử cùng Thanh Minh bây giờ đột phá đến thần vương cảnh, tự nhiên có thể đại biểu riêng phần mình thế lực. Một khi bách sát chiến trường kết thúc, Thiên Vũ vực đệ nhất thế lực, sợ không còn là Thiên Võ Thần Sơn, mà là Tu La Điện. Tiêu Phàm trầm mặc lúc này, điểm cuối cùng gật đầu nói, Tu La Điện hoan nghênh mọi người gia nhập. Bái kiến điện chủ, đám người cùng nhau cung bái nói, bọn họ rất rõ ràng, Thiên Vũ vực nếu như không vặn thành một cỗ dây thừng, về sau sợ chỉ có hủy diệt hạ tràng. Mà bằng bọn họ thực lực, muốn để Thiên Vũ vực vặn thành một cỗ dây thừng, hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ có Tiêu Phàm, mới có thể chân chính dẫn đầu Thiên Vũ vực đi xuống. Mọi người đứng lên, Tiêu Phàm nói ra, hiện tại ta không thể hứa hẹn các ngươi cái gì, nhưng ta Tiêu Phàm cam đoan, chỉ cần có Tu La Điện một ngày, liền phù hộ các ngươi một ngày. Tạ điện chủ, đám người trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng, chỉ có Long Phi Vũ cùng Tử Vân Phong mặt không biểu tình. Tiểu Bạch, ngươi lưu lại bảo hộ bọn họ, ta cùng với Thí Thần cùng Nhược Hoan tiếp tục đi tới. Tiêu Phàm trầm ngâm thật lâu, lúc này mới làm một cái quyết định. Ta lưu lại. Bạch Ma có chút không nguyện ý, hắn đến nơi này, có thể cũng là muốn tranh đoạt cơ duyên, mau chóng khôi phục đại đế cảnh. Nếu không Bạch tiền bối cùng ngươi cùng đi a, chúng ta liền đợi ở một tầng này, ngoại trừ hướng Nam Thiên bên ngoài, không bao nhiêu người sẽ đối phó chúng ta. Kiếm Tử suy nghĩ một chút nói. Bạch Ma lưu lại, Tiêu Phàm con ngươi kiên nghị vô cùng, hoàn toàn không cho phép phủ định, lập tức lại nói, Tiểu Bạch, để ngươi lưu lại. Cũng là để ngươi nghênh đón Tu La Điện huynh đệ, ta muốn không được bao lâu, Tu La Điện huynh đệ cũng sẽ liên tục tiến vào Bách Sát Tháp. Chờ bọn hắn an trí lại, ngươi lại đến tìm chúng ta, lấy ngươi thực lực, muốn đi vào 9-10 tầng hẳn là không có vấn đề gì. Nghe được lời này, Bạch Ma trên mặt lóe qua một vòng vẻ kiêu ngạo, cuối cùng gật gật đầu nói, vậy được rồi, nặng như vậy cho dù, cũng chỉ có ta tới đảm nhiệm. Vậy liền nhờ vào ngươi. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng có chút không kịp chờ đợi chạy tới Bách Sát Tháp chỗ càng sâu, dù sao Bách Sát Tháp cũng đã mở ra một năm thời gian, Tiêu Phàm mới đến 63 tầng, tốc độ cũng đã tính rất chậm. Muốn tranh đoạt cơ duyên, liền phải giành giật từng giây, phải biết, có người đã nhanh tới 80 tầng. Đừng nhìn phía trước mấy 10 tầng không cần hoa bao nhiêu thời gian, nhưng là đến 80 tầng sau, dù là lấy Tiêu Phàm bọn họ thực lực, đoán chừng cũng sẽ tiến lên 10 phần chậm chạp. Tiêu Phàm lại đối đám người làm một chút an bài,
lúc này mới mang theo thí thần cùng quân Nhược Hoan hướng 63 tầng tiến đến. Công tử, Nam Cung huynh bọn họ hẳn là ở nơi này một tầng chờ ta. 10 ngày sau đó, Tiêu Phàm ba người đến 70 tầng, trực tiếp truyền đến đỉnh một ngọn núi. Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức đột nhiên lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, thôi động thời khắc, bên trong một đạo thanh âm vang lên, lão tam, ta cùng với cổ huynh tiếp tục đi sâu vào, các ngươi không cần tìm chúng ta. Công tử, này truyền âm ngọc phù không phải không thể tầng ngăn cách truyền âm sao? Quân Nhược Hoan kinh ngạc nói. Lão nhị đoán chừng đem truyền âm ngọc phù vứt ở đây một tầng A. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nói cái này chết bàn tử, đơn giản chính là một cuồng chiến phân điểm A. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Quân Nhược Hoan cổ quái nói. Đương nhiên là tiếp tục xâm nhập, Tiêu Phàm không chút do dự nói, từ một tầng này bắt đầu. Hẳn là sẽ không ngừng gặp gỡ thần vương cảnh trung kỳ dị ma, đối với chúng ta tới nói, cũng vừa vặn lịch luyện một phen. Công tử nói đúng, ta vừa vặn cự ly thần vương cảnh trung kỳ, cũng chỉ có cách xa một bước, thừa cơ đột phá thần vương cảnh trung kỳ lại nói. Quân Nhược Hoan gật gật đầu nói. Lập tức ba người tiếp tục xâm nhập, thời gian nửa năm chớp mắt liền qua, Tiêu Phàm một nhóm liên tục xuyên qua 10 tầng, thành công đến bách sát tháp 80 tầng vị trí. Sở dĩ chậm trễ thời gian dài như vậy, là bởi vì Tiêu Phàm ba người cơ hồ là giết đi lên, mỗi một tầng dị ma, cơ hồ đều bị ba người giết gần một nửa. Nếu như không phải vì không có thời gian mà nói, Tiêu Phàm nhất định sẽ đem những cái này quân công chỉ cầm tới tay. Cho dù như thế, Tiêu Phàm quân công chỉ cũng đã vô hạn tiếp cận 500 vạn, một bộ phận là lần trước giết chết hướng Nam Thiên bọn họ người đoạt được, mà cái khác liền là nửa năm này giết chóc đoạt được. Chém giết một đầu thần vương cảnh tiền kỳ dị ma, có thể 10 cái quân công trị, mà chém giết thần vương cảnh trung kỳ dị ma lại là 20 quân công trị, cứ thế mà suy ra. Nửa năm này Tiêu Phàm giết chết dị ma đoán chừng làm sao cũng có mấy vạn, đây cũng là một bút không ít quân công trị. Tất cả quân công trị cộng lại, Tiêu Phàm quân công trị cũng đã vô hạn tiếp cận 500 vạn. Rốt cục đến 80 tầng, tiếp xuống hẳn là sẽ xuất hiện thần vương cảnh hậu kỳ dị ma đi. Càng đi phía sau, càng khó tiến nhập A. Quân Nhược Hoan không khỏi cảm khái nói. 3 tháng trước, hắn thành công đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ, lại trải qua 3 tháng chém giết, hắn tu vi cũng đã triệt để ổn định. Bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ dừng lại ở thần vương cảnh tiền kỳ, thời không pháp tắc cùng sinh tử pháp tắc cũng không có quá nhiều thu hoạch, nhưng sát lục pháp tắc, Tiêu Phàm cũng đã ẩn ẩn chạm tới đệ tam trọng. Đây cũng là không biện pháp sự tình. Thời không pháp tắc cùng sinh tử pháp tắc chính là khó khăn nhất lĩnh ngộ mấy loại pháp tắc một trong, muốn lĩnh ngộ không phải trong thời gian ngắn sự tình. Liền tựa như sinh tử pháp tắc, nhất định phải kinh lịch vô số sinh tử, mới có thể để cho hắn đụng chạm đến cao hơn cảnh giới. Nửa năm này chém giết, Tiêu Phàm vốn định thể nghiệm sinh tử, có thể những cái này thần vương cảnh trung kỳ dị ma, căn bản uy hiếp không được hắn tính mệnh. Bởi vậy, hắn sinh tử pháp tắc căn bản không có bất luận cái gì thành tích, ngược lại là sát lục pháp tắc ảo diệu, lờ mờ lại bắt được tầng thứ cao hơn. Đón lấy bên trong 80 tầng, hẳn là có thể cho ta tạo thành một điểm độ khó đi. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu như cho người biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai, những người khác đều chỉ muốn giảm bớt độ khó, mà Tiêu Phàm lại là nghĩ đến gia tăng độ khó. Thực sự là người so với người làm tức chết người. Oanh, Tiêu Phàm mới vừa phóng ra bước chân, đột nhiên thiên địa một tiếng kinh lôi truyền đến, chấn động đến Tiêu Phàm ba người màng nhĩ phát run, ngay sau đó, một đạo thanh âm ở hư không vang lên. Có người thành công xâm nhập 90 tầng, hiện tại chính thức mở ra bách sát bảng. Thanh âm 10 phần hùng hậu, trung khí 10 phần, dường như từ mỗi người trong lòng vang lên. Có người xâm nhập 90 tầng. Cái gì là bách sát bảng? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, thanh âm kia lại tiếp tục vang lên. Bách sát bảng, ghi chép nhân tộc Tam Thiên vực top 200 người tính danh, quân công bảng xếp hạng, cùng quân công trị, cụ thể tin tức, có thể thông qua tự thân quân công bài xem xét. Nghe được lời này, Tiêu Phàm tâm thần vội vàng chìm vào bách sát bảng, một hình ảnh tức khắc hiện lên ở hắn trong đầu, đó là một màn ánh sáng. Màn sáng mới ghi chép từng cái danh tự. Danh tự phía trước có một con số, hiển nhiên liền là thứ hạng, mà danh tự phía sau, lại là ghi chép một nhóm lớn con số,
không cần nghĩ cũng biết rõ này hẳn là cụ thể quân công trị. Tiêu Phàm con người rơi vào màn sáng mới cái thứ nhất tên, con người hơi hơi co rụt lại, hạng nhất, Hoàng Vô Lân, 2.400 vạn quân công trị. 2.400 vạn, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, hắn liều sống liều chết, mới vẻn vẹn chiếm được không đến 500 vạn quân công trị mà thôi. 2.400 vạn là một cái khái niệm gì, đây chính là tương đương với 5 cái hắn cộng lại a, này chênh lệch, đơn giản không phải bình thường lớn. Tiêu Phàm thật lâu mới bình phục một cái suy nghĩ, tiếp tục hướng xuống mới nhìn, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, hạng 2, Vũ Vạn Kiếm, 1.900 vạn quân công trị. Lại là một cái biến thái. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng không thôi, mặc dù này Vũ Vạn Kiếm cùng Hoang Vô Lân chênh lệch rất lớn, nhưng là 1.900 vạn, cũng đã rất nhiều, chí ít không phải hắn Tiêu Phàm có thể so sánh. Ân, đột nhiên, làm Tiêu Phàm tiếp tục hướng xuống mới nhìn lại thời khắc, lông mày không khỏi vặn thành một cái chữ xuyên. Lão đại, thế nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, thí thần không nhịn được hỏi. Hạng 3, Chiến Hoàng Thiên. Tiêu Phàm lầm bầm lầu bầu đọc lên một cái tên, cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc. Chiến Hoàng Thiên, cái tên này hắn thế nhưng là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Năm đó ở Chiến Hồn Đại Lục, cùng tuổi một đời, hắn mạnh nhất đối thủ, không phải liền là Chiến Hoàng Thiên sao? Sau đó Chiến Hoàng Thiên liền biến mất, không nghĩ đến ở trong này lại thấy được Chiến Hoàng Thiên cái tên này, Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, không biết cái này Chiến Hoàng Thiên. Có phải hay không liền là bản thân đã từng nhận biết Chiến Hoàng Thiên đây? Nếu như là cùng một người mà nói, vậy cái này biến hóa cũng quá kinh khủng. Bản thân đánh đánh giết giết, mới đột phá thần vương cảnh tiền kỳ, kia Chiến Hoàng Thiên, đoán chừng chí ít cũng là thần vương cảnh trung kỳ, thậm chí thần vương cảnh hậu kỳ. Hạng tư, Thiên Linh Vận, 1.500 vạn quân công trị, người này hẳn là một cái nữ tử. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, âm thầm trầm ngâm. Hắn không có xoắn suýt ở Chiến Hoàng Thiên cái tên này, liền Diệp Khuynh Thành danh tự đều gặp được, ở nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên cái tên này cũng rất bình thường. Tiêu Phàm một đường xem tiếp đi, từng cái nhớ kỹ phía trước danh tự. Hạng 5, Dịch Chiến Vân, 1.200 vạn quân công trị. Hạng 6, Tà Vũ, 1.100 vạn quân công trị. Thật lâu, Tiêu Phàm rốt cục thấy được tên mình, chẳng qua là tên giả kiếm Hồng Trần mà thôi. Công tử, ngươi lên bảng, mà lại còn ở phía trước, hạng 15, 498 vạn quân công trị. Quân Nhược Hoan hơi hơi kích động nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng, thật sâu thở dài một hơi nói, nguyên bản ta coi là, lừa cái top 10 không khó, ta vẫn là quá coi thường người trong thiên hạ, nhìn đến tiếp xuống phải liều mạng. 490 vạn hơn quân công trị, vẻn vẹn ở trên quân công bảng chiếm cứ hạng 15, này hoàn toàn vượt quá Tiêu Phàm trong dự liệu. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có chán trường, hắn rốt cục minh bạch, mình cùng những cái kia nhân tộc thiên tài chênh lệch lớn bao nhiêu. Hắn tự xưng thực lực coi như không tệ, có thể bây giờ cùng bách sát bảng người trước mặt so sánh, hoàn toàn không còn cùng một cái tầng thứ. Tiêu Phàm trong đầu không khỏi hồi tưởng lên 9 tháng trước gặp gỡ cái kia hắc bào mặt nạ nam, có thể một kiếm miểu sát thần vương cảnh trung kỳ đế vực đệ nhất nhân, muốn đến cũng hẳn là bách sát bảng 10 phần gần phía trước nhân vật. Hắn hít sâu một cái, phát hiện áp lực thật đúng là không phải bình thường lớn, bất quá Tiêu Phàm cũng không phải sợ hãi rụt rè người, áp lực càng lớn, tự nhiên động lực cũng càng lớn. Công tử, tất nhiên có người cũng đã tiến vào bách sát tháp 90 tầng, vậy chúng ta có phải hay không cũng mau chóng vượt qua đi à? Thật lâu, Quân Nhược Hoan mới mở miệng nói. Chúng ta cùng bọn họ chênh lệch 10 tầng, không có thời gian nửa năm, đoán chừng cũng đuổi không lên. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Phủ nhận ý nghĩ này. Hiện tại 80 tầng, bọn họ cũng đã sẽ gặp gỡ không ít thần vương cảnh hậu kỳ dị ma. Lấy bọn hắn thực lực, muốn hoành xuyên 10 tầng, đó là không có khả năng, dù là có thí thần bảo hộ. Hơn nữa, cho dù thí thần có thể mang theo bọn họ đến 90 tầng, thì tính sao đây? Đến lúc đó, 89 phần 10 sẽ gặp gỡ thần vương cảnh đỉnh phong dị ma, cho dù có thí thần hỗ trợ, bọn họ cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vượt qua đi không sao cả, mấu chốt là muốn có đầy đủ thực lực ở 90 tầng sống sót. Vậy làm sao xử lý? Quân Nhược Hoan bất đắc dĩ, chỉ có thể trưng cầu Tiêu Phàm ý nghĩ. Ngươi không nhìn thấy, Phàm là đạp vào 90 tầng người, bách sát bảng trên đều ghi chú sao?
Tiêu Phàm cười cười nói. Quân Nhược Hoan tâm thần chìm vào quân công bảng, quả nhiên, ở mấy người danh tự phía sau, thấy được một con số, chính là 90, hiển nhiên những người này hẳn là nhóm thứ nhất xâm nhập 90 tầng. Cũng chính là coi là bọn họ nguyên nhân, bách sát bảng mới có thể mở ra. Yên tâm đi, cuối cùng 10 tầng, nhưng không có dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, chúng ta nhiệm vụ, liền là trước đột phá cao hơn cảnh giới, một đường giết tới. Nói đến nơi này, Tiêu Phàm sắc bén con ngươi lần nữa nhìn về phía mảnh này không gian dị ma trên người. Hắn cùng người nhóm Tam Thiên Vực đỉnh tiêm thiên tài ở giữa chênh lệch không phải bình thường lớn, muốn nhanh chóng vượt qua bọn họ, liền chỉ có ở trong chiến đấu thăng hoa. Nếu như có thể đột phá thần vương cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm cũng coi như là có sức tự vệ. Chí ít, hiện tại nếu như đối mặt cái kia hắc bào mặt nạ nam, hắn Tiêu Phàm khả năng liền chưa chắc là hắn đối thủ. Hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch, đối với tuyệt thế thiên tài cùng người bình thường mà nói không tính là gì, nhưng hai người đều là tuyệt thế thiên tài, vậy cái này chênh lệch liền là một đạo lạch trời. Tiếp xuống thời gian, Tiêu Phàm lại mở ra giết chóc hình thức, ở trong giết chóc lĩnh ngộ bản thân pháp tắc lực lượng. Một tầng này dị ma cũng cực kỳ cường đại, rốt cục có thể làm cho Tiêu Phàm cảm nhận được một điểm nguy hiểm, mà sinh tử pháp tắc, liền là muốn trong lúc sinh tử mới có thể mau chóng lĩnh ngộ. Dòng dã bỏ ra thời gian nửa năm, Tiêu Phàm cơ hồ là mãi mãi không kết thúc giết chóc, lúc này mới đem 80 tầng dị ma tàn sát không còn. Trong thời gian này, Tiêu Phàm cũng thân bị thương không nhẹ, kéo dài nửa năm giết chóc, cơ hồ ngày đêm không ngừng, này cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng lấy. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại kiên trì được, làm thần lực hao hết thời khắc, hắn cũng cảm nhận được tử vong khí tức, bất quá, này vẫn như cũ còn uy hiếp không được hắn tính mệnh. Làm 80 tầng dị ma tàn sát không còn sau đó, hắn quân công trị, cũng đạt đến 700 vạn, bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ không có đình chỉ, bắt đầu tiếp tục tiến vào 81 tầng tầng đổ sát. Lão đại dạng này điên cuồng tàn sát, không có sự tình a. Thí thần cùng quân Nhược Hoan đi theo một bên, trong mắt đều là lo lắng thần sắc. Cũng khó trách bọn họ lo lắng, đây nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm đánh mất lý trí. Công tử hẳn là sẽ có phân tắc, quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bi Hoan ấn, Tiêu Phàm một đạo thủ ấn đánh ra, chân trời sinh tử pháp tắc nở rộ, giao dung cùng một chỗ, 10 đầu thần vương cảnh trung kỳ dị ma bị Tiêu Phàm đánh giết, hóa thành cuồn cuộn vũ khí tiêu tán ở không trung. Chân trời bụi bặm cuồn cuộn, che khuất bầu trời, sau nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Bốn phía tất cả dị ma đều bị hắn đổ sát sạch sẽ. Không đúng, sinh tử pháp tắc đệ nhị trọng, không phải là dạng này. Tiêu Phàm âm thầm lắc lắc đầu, tựa như lâm vào một loại ma chướng, không cách nào tự kiềm chế. Hắn linh hồn bản thể chia ra mấy cỗ linh hồn phân thân, đồng thời lĩnh ngộ cùng thôi diễn tự thân lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Nhưng đi qua thời gian nửa năm, Tiêu Phàm vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Có lẽ là ta quá gấp. Lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, thiên phú là một phương diện, mấu chốt còn phải nhìn cơ duyên, nghĩ thông suốt, trong chốc lát liền có thể lĩnh ngộ, không nghĩ ra, cho dù mấy chục năm cũng chưa hẳn có thể đụng chạm đến ngưỡng cửa. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn chậm rãi thu liếm trên người sát ý, rách nát y phục quang mang lóe lên, cũng đổi lại một thân y phục mới bào, cả người cùng vừa rồi khí chất hoàn toàn không giống. Nếu như vừa mới Tiêu Phàm là một tôn hung thần ác sát sát thần, vậy bây giờ Tiêu Phàm, liền là một cái siêu phàm thoát tục nho sinh. Nửa năm cố gắng, nhiều hơn 200 vạn quân công trị, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm quét một cái quân công bảng, tự giễu cười nói. Lão đại công tử, thí thần cùng quân Nhược Hoan hai người nhìn thấy Tiêu Phàm khôi phục bình thường, cũng thở dài một hơi. Nhưng các ngươi lo lắng. Chúng ta tiếp tục đem một tầng này dị ma dọn dẹp sạch a. Tiêu Phàm cười cười nói, trên người lại không bất luận cái gì sát ý. Đại thiếu, nhị thiếu, liền là bọn họ mấy người này. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, ngữ khí bên trong mang theo một cỗ nồng đậm sát ý. Mấy đạo phá không vang lên, Tiêu Phàm bọn họ vừa mới lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy 40-50 cái ăn mặc thống nhất phục sức người vây bọn họ thân ảnh. Cường hoành khí tức toàn bộ đều tập trung vào Tiêu Phàm ba người. Thần vương cảnh,
dĩ nhiên đều là thần vương cảnh. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, những người này dĩ nhiên toàn bộ đều là thần vương cảnh. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường trở lại, từ 80 tầng bắt đầu, đâu đâu cũng có thần vương cảnh dĩ ma, bình thường cổ thần cảnh không có khả năng đạt tới cái này, coi như đạt tới, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Tiêu Phàm quét đoàn người một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào cầm đầu hai người trên người, đó là phân biệt ăn mặc hắc bào cùng bạch bào thanh niên, khuôn mặt cực kỳ tương tự, tuấn lãng phi phàm, lại là một đôi song bào thai. Mấu chốt nhất là, hai người trên người phát ra khí tức, lại là thần vương cảnh trung kỳ tu vi, đoán chừng cũng đã ẩn ẩn tiếp cận thần vương cảnh hậu kỳ. Trong đó một cái bạch bào thanh niên nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ chỉ có ba người, tức khắc cười lạnh, ta còn tưởng rằng là người nào đây, ba cái thần vương cảnh trung kỳ phía dưới tiểu tử, liền dám giết chúng ta nuôi nhốt dị ma, thật đúng là chán sống rồi. Các ngươi là thiên vân thần điện người, Quân Nhược Hoan sắc mặt đột nhiên hơi hơi ngưng tụ. Con người chỗ sâu lóe qua nồng đậm sát ý. Nghe được thiên vân thần điện mấy chữ này, Tiêu Phàm lộ ra cổ quái, cái tên này hắn liền nghe đều không nghe nói qua, không nghĩ đến Quân Nhược Hoan dĩ nhiên liếc mắt liền nhận ra đến. Ở Tiêu Phàm trí nhớ, tựa như liền không có thứ gì là Quân Nhược Hoan không biết. À, dĩ nhiên nhận biết chúng ta, bạch bào thanh niên hơi hơi ngoài ý muốn, trên mặt càng là lộ ra vẻ ngạo nhiên, tất nhiên nhận biết. Bản thiếu cũng không cần các ngươi tính mệnh, mỗi người lưu lại một đầu cánh tay, cũng giao ra quân công bài cút ngay. Lưu lại một đầu cánh tay, giao ra quân công bài. Bạch bào thanh niên thật đúng là không phải bình thường phách lối, nhất là hắn bộ kia vênh váo hung hăng bộ dáng, nhưng Tiêu Phàm cùng thí thần vô cùng khó chịu. Nhất là thí thần, càng là thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ, chỉ là bị Tiêu Phàm kéo lại mà thôi. Tiêu Phàm cảm nhận được Quân Thiên Hạ trên người như có như không sát ý, trong lòng vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ Quân Nhược Hoan cùng này Thiên Vân Thần Điện có thù hay sao? Bất quá hắn cũng nhìn ra một tia manh mối, này Thiên Vân Thần Điện sợ là không đơn giản, có thể có 40-50 cái thần vương cảnh cường giả đi đến 81 tầng, thực lực khẳng định bất phàm. Quân Nhược Hoan lại là ngửa mặt lên trời cười ha hả, trên mặt lộ ra một tia điên cuồng, đỏ lên hai mắt nhìn xem người chung quanh. Nhè răng trợn mắt nói, có lẽ các ngươi đều là lục gia chó săn đi. Làm càn, bạch bào thanh niên gầm thét một tiếng, ngươi tính là gì đồ vật, bản thiếu chính là lục gia nhị thiếu Lục Thừa Vân, ta lục gia lại là ngươi cái này phế vật có thể nhục mạ. Cho bản thiếu cầm xuống, sinh tử chớ luận. Dứt lời, bạch bào thanh niên chấn cánh tay vung lên, chung quanh 20-30 người tức khắc trùng sát mà ra, còn có 20 người thủ hộ ở bên cạnh hắn, cũng không có xuất thủ. Ở bọn họ nhìn đến, 20-30 người đối phó 3 người, cũng đã dư xài, xem như để mắt Tiêu Phàm bọn họ. Nguyên lai là lục gia nghiệt chướng, kia liền càng đáng chết. Quân Nhược Hoan ngửa mặt lên trời nộ khiếu, phất tay, thanh sắc oanh thiên chiến xa bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân. Nhìn thấy oanh thiên chiến xa một sát na kia, bạch bào thanh niên Lục Thừa Vân cùng hắc bào thanh niên hai người con ngươi co rụt lại, hắc bào thanh niên vội vàng hét lại nói, dừng tay. 20-30 người tức khắc ngừng thân hình, nghi hoặc nhìn xem hắc bào thanh niên, bất quá hắc bào thanh niên ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Quân Nhược Hoan, trầm giọng nói, ngươi là quân gia người. Ngươi cứ nói đi, Quân Nhược Hoan nhếch miệng cười một tiếng. Tiêu Phàm lại là nhíu mày, trong lòng âm thầm tính toán, Quân Nhược Hoan cùng Thiên Vũ vực lục gia có thù, dựa theo lẽ thường tới nói, cùng Thiên Vân Thần Điện hẳn không có cái gì quan hệ a. Chẳng lẽ này Thiên Vân Thần Điện lục gia cùng Thiên Vũ vực lục gia cũng có liên quan. Xem ở ngươi là quân gia người phân thượng, chỉ cần ngươi giao ra oanh thiên chiến xa, ta liền để ngươi rời đi, như thế nào? Hắc bào thanh niên hít sâu một cái, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang. Đã ngươi nhận biết oanh thiên chiến xa, vậy ngươi cũng biết, một cái nô tài dám đối chủ tử nói ra lời như vậy, hạ chàng làm như thế nào sao? Quân Nhược Hoan cười lạnh nói. Nô tài! Tiêu Phàm cùng thí thần hơi hơi kinh ngạc, hai người bọn họ tự nhiên nghe được Quân Nhược Hoan ý tại ngôn ngoại, chỉ là Tiêu Phàm cùng thí thần vẫn như cũ có chút không tin, này lục gia lại là quân gia nô tài. Lục gia trẻ tuổi một đời thì có nhiều như vậy thần vương cảnh, đó là biết bao cường đại, quân gia lại sớm đã diệt tộc, cả hai hoàn toàn không ở cùng một cái tầng thứ A. Làm càn, Lục Thừa Vân gầm thét một tiếng, cường đại khí thế xông thẳng Quân Nhược Hoan mà đi. Người quân gia sớm đã suy tàn,
ta Thiên Vân Thần Điện cùng ngươi Quân gia cũng sớm đã thoát ly liên quan, ngươi dám vũ nhục ta Lục gia, đáng chém. Thoát ly liên quan, đây chẳng qua là các ngươi Lục gia mong muốn đơn phương mà thôi. Quân Nhược Hoan cười lạnh nói, trên người sát ý cũng phóng thích mà ra. Đã ngươi không nguyện ý giao ra Oanh Thiên Chiến Xa, những lời ấy lại nhiều cũng không giá trị, đi chết đi. Đột nhiên, hắc bào thanh niên gầm thét một tiếng, lách mình liền hướng lấy Quân Nhược Hoan đánh tới. Bất thình lình xuất thủ, nhưng Quân Nhược Hoan có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không chút do dự thúc giục Oanh Thiên Chiến Xa, một đạo thanh sắc trùm sáng phun ra mà ra. Người Lục gia, quả nhiên vẫn là âm hiểm như thế, hôm nay, các ngươi cũng đừng hòng rời đi. Quân Nhược Hoan sát tâm nổi lên, Oanh Thiên Chiến Xa ầm ầm mà động, ép về phía hắc bào thanh niên. Bi Hoàn ấn, cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng là một trưởng nhô ra, một đạo to lớn trưởng cương bao phủ vài dặm chu vi, hướng về Thiên Vân Thần Điện những người khác nộ sát mà đi. Tiểu tử, người tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, nếu không ngươi cũng phải chết. Lục Thừa Vân nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, trong tay bỗng một mai kim sắc tiểu ấn nở rộ, nhẹ nhàng ném đi, tiểu ấn nhanh chóng phóng đại, hướng về chân trời đóng đi. Oanh một tiếng kinh thiên nổ vang, tiểu ấn dĩ nhiên cùng Tiêu Phàm Bi Hoàn ấn đụng vào nhau, cuồng bạo thần lực ba động bao phủ giữa thiên địa, mấy tòa sơn phong nháy mắt bị san thành bình địa. Thí thần, diệt bọn họ, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, dẫn đầu đánh về phía Lục Thừa Vân, mà hắc bào thanh niên cũng cùng Quân Nhược Hoan đụng vào nhau. Diệt chúng ta, các ngươi diệt người nào? Lục Thừa Vân cực kỳ khinh thường, cười lạnh nói, hắn gọi về kim sắc tiểu ấn, tay không thẳng hướng Tiêu Phàm. Nhưng mà một khắc sau, Lục Thừa Vân trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, chỉ thấy thí thần đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở nguyên chỗ. Ngay sau đó, bốn phía tu sĩ bỗng truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy mấy cái đầu lâu bay lên, máu tươi bắn ra mấy trượng cao, nhiễm đỏ hư không. Thần vương cảnh đỉnh phong, hắc bào thanh niên sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu lên, nhị đệ, mau lui lại. Thoại âm rơi xuống, hắc bào thanh niên bỗng nhiên một trưởng đánh bay Quân Nhược Hoan, lập tức đạp không hướng về nơi xa bỏ chạy, chớp mắt liền chỉ có thể mới vừa nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Lục Thừa Vân nhìn thấy, chỗ nào còn dám chần chờ, hắn những cái kia thủ hạ, thế nhưng là không thiếu thần vương cảnh trung kỳ cường giả, chớp mắt liền bị miểu sát, hắn lưu lại, 8-9 phần 10 cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn đi, có phải hay không đã chậm? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn thời gian ngắn mặc dù giết không chết Lục Thừa Vân, nhưng là cuốn lấy hắn vẫn là không có vấn đề gì. Cho ta cút ngay, Lục Thừa Vân phẫn nộ gào thét, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, đồng thời kim sắc tiểu ấn hung hăng hướng về Tiêu Phàm nộ sát mà tới. Hiện tại còn không đi, qua một lúc khả năng liền không còn kịp rồi, hắn biết rõ, hôm nay bọn họ Thiên Vân Thần Điện người đá trúng thiết bản. Không thể không nói, kia kim sắc tiểu ấn xác thực bất phàm. Hắn phía trên phát ra uy thế, nhưng Tiêu Phàm đều cảm nhận được một loại nguy hiểm, nhất là linh hồn, ở mai này kim sắc tiểu ấn làm kinh sợ, dĩ nhiên hơi hơi rung rung. Đỉnh cấp pháp bảo, Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm vô cùng, làm kim sắc tiểu ấn tới gần thời khắc, hắn cũng rốt cục thấy rõ cái viên kia tiểu ấn phía trên mấy chữ trấn hồn ấn. Bảo bối tốt, ta muốn, ngươi dựa vào cái gì muốn? Lục Thừa Vân cười lạnh nói, chỉ cần đẩy lui Tiêu Phàm. Hắn liền có thể trước tiên chạy trốn, Tiêu Phàm muốn cướp đoạt hắn trấn hồn ấn, đơn giản liền là cười nhạo. Chỉ là một khắc sau, Lục Thừa Vân liền cười không ra. Phong linh ai ca, đột nhiên, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, huyền diệu lực lượng từ trên người hắn chấn động mà ra, như là sóng nước dập dờn mà ra. Sát lục pháp tắc đệ nhị trọng, phong linh ai ca lực lượng mãnh liệt mà ra, đầy trời pháp tắc lực lượng xuyên toa ở hư không. Làm kia năng lượng ba động dập dờn ở Lục Thừa Vân trên người thời khắc, hắn khí thế nháy mắt thu vào, lộ ra dĩ nhiên lộ ra một tia sám hối. Linh hồn công kích, trấn hồn ấn, cho ta nghiền nát hắn linh hồn. Lục Thừa Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gầm thét một tiếng. Hắn tiện tay bấm niệm pháp quyết, kim sắc tiểu ấn trấn hồn ấn chán phóng vô lượng kim quang, xinh xinh đem chung quanh huyền diệu năng lượng cùng pháp tắc chi lực đánh sơ xác mà ra. Trấn hồn ấn càng là mang theo cuồng bá khí thế hướng về Tiêu Phàm giận oanh mà tới, bất quá Tiêu Phàm lại không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại khóe miệng hơi hơi dương lên. Đột nhiên,
Tiêu Phàm đưa tay một chảo, lấy tay hóa chảo, nắm lấy chấn hồn ấn, đồng thời, một cái tay khác nhẹ nhàng một điểm ngừng, chỉ thấy từng đạo kim sắc quang thúc bỗng nhiên bắn ra. Tu thần chỉ, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, đầy trời kim sắc sợi tơ xông thẳng Lục Thừa Vân mà đi, một khi bị kim sắc sợi tơ vây khốn, Lục Thừa Vân tuyệt đối không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tiểu tử, ta nhất định muốn làm thịt ngươi. Lục Thừa Vân gào thét một tiếng, muốn triệu hồi chấn hồn ấn, nhưng mà chấn hồn ấn bị Tiêu Phàm gắt gao chụp ở trong tay. Lúc này, kim sắc sợi tơ cũng đã gào thét mà đến, nếu là còn không đi, qua một lúc tuyệt đối liền không đi được. Lục Thừa Vân khẽ cắn môi, dứt khoát từ bỏ chấn hồn ấn, cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy, thí thần vừa vặn chu diệt kia 40-50 người, quay người liền hướng về Lục Thừa Vân vị trí phương hướng đuổi theo. Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản, nhìn xem trên tay chấn hồn ấn, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, này đỉnh cấp pháp bảo, hơn nữa còn là linh hồn công kích pháp bảo, giá trị có thể cực kỳ bất phàm. Chí ít, Tiêu Phàm trên người ngoại trừ tu la kiếm, đoán chừng không có bất luận cái gì pháp bảo có thể cùng này chấn hồn ấn so sánh. Công tử, nhanh đem những cái này quân công trị thu hồi đến, qua một lúc liền tan hết. Quân Nhược Hoan vội vàng kêu lên. Tiêu Phàm cũng không khách khí, đưa tay vung lên, đầy trời quang vũ thế mà hướng về hắn bên hông quân công bài phía trên lao đi, quân công bài phát ra sáng chói quang mang. Hơn 500 vạn quân công trị, Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hơn 500 vạn quân công trị, tăng thêm trước đó 700 vạn, hắn quân công trị, cũng đã thành công bước qua 1.000 vạn ngưỡng cửa, đạt đến 1.200 vạn hơn. Bọn họ hết thảy có 40-50 người, bình quân xuống tới, mỗi người cũng liền 10 vạn quân công trị mà thôi, không coi là nhiều. Quân Nhược Hoan lại là cười cười nói. Hắn không có thu thập những cái kia quân công trị, mà là đem tất cả càn khôn giới cùng thần cách thu thập lại, đây cũng là một bút không ít tài phú. Nếu là hắn và quân Nhược Hoan hai người, đoán chừng hôm nay một trận chiến thì có đánh. Còn tốt có thí thần ở, lấy hắn thần vương cảnh đỉnh phong thực lực, chém giết thần vương cảnh trung kỳ phía dưới người, còn không phải cùng chém rau chặt dưa một dạng đơn giản. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm bên hông quân công bảng mới bình tĩnh trở lại, quét một cái, Tiêu Phàm kinh dị phát hiện, bản thân ở trên bách sát bảng bài danh, dĩ nhiên tiến nhập top 10. Công tử rốt cục hạng 9 quân Nhược Hoan cười nói. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh, nói ta rốt cục biết rõ những cái kia bách sát bảng top 10 quân công chỉ tại sao kinh khủng như vậy, đoán chừng đều là giết chết những nhân loại khác tu sĩ đoạt được. Hơn 1.000 vạn quân công trị, nếu như muốn chém giết dị ma, coi như đổi thành thần vương cảnh tiền kỳ, vậy cũng phải hơn 100 vạn a. Mấy năm thời gian, muốn giết chết hơn 100 vạn thần vương cảnh dị ma cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ, cũng chưa hẳn có nhiều như vậy thần vương cảnh dị ma để bọn hắn giết. Kể từ đó, liền chỉ có một cái giải thích, liền tựa như Tiêu Phàm hiện tại, giết chết mặt khác tu sĩ, đoạt đi bọn họ quân công trị, mới có thể để cho quân công trị dâng mạnh. Chỉ là dạng này mà nói, vậy cái này bách sát bảng thế nhưng là biến tướng đang khích lệ tất cả tu sĩ tự tương tàn sát. Công tử, những cái này càn khôn giới cho ngươi, quân Nhược Hoan lại nói. Ngươi nhìn xem có cái gì có thể sử dụng, bản thân lưu lại. Tiêu Phàm nói ra. Không cần, lưu cho Tu La Điện huynh đệ a. Quân Nhược Hoan nhếch miệng cười nói, cùng phía trước sát khí bừng bừng hoàn toàn khác biệt. Nhược Hoan, này Thiên Vân Thần Điện. Tiêu Phàm tiếp nhận càn khôn giới, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi có thể không nói, nhưng là ta muốn cùng ngươi nói là, vô luận như thế nào, ta và Tu La Điện các huynh đệ, đều đứng ở ngươi phía sau. Tạ công tử, quân Nhược Hoan cảm động hơi hơi thi lễ, nói, kỳ thật cũng không cái gì không thể nói, chắc chắn công tử cũng đoán được một chút a. Tiêu Phàm gật gật đầu, không có cắt ngang hắn lời nói, quân Nhược Hoan tiếp tục nói, kỳ thật, Thiên Võ Thần Sơn Lục gia, mới là Thiên Vân Thần Điện chân chính chủ nhân. A, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Chí ít ở trong mắt hắn. Thiên Võ Thần Sơn Lục gia cùng này Thiên Vân Thần Điện Lục gia hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Thiên Vân Thần Điện, đã từng chỉ là ta quân gia nô bộc mà thôi. Quân Nhược Hoan đắng chát cười nói, thượng cổ thời kỳ, ta quân gia vì tham gia một lần kinh thiên đại chiến, sợ thương vong mặt khác cấp dưới thế lực, nên đem những cái này thế lực toàn bộ khu trục ra gia tộc.
nhưng không nghĩ đến, trận chiến kia cực kỳ thảm liệt, ta quân gia tiên tổ gần như toàn bộ xuống dốc, quân gia cũng lâm vào rất suy yếu thời kỳ, kém chút liền muốn vẫn lạc. Về sau, quân gia bất đắc dĩ phía dưới, muốn lục gia che chở, lục gia chủ mạch không những cự tuyệt ta quân gia, còn đem ta quân gia tin tức tiết lộ ra ngoài. Quân gia bị mặt khác đông đảo cửu gia truy sát, đi qua hơn trăm vạn năm, ta quân gia gần như đến diệt tộc cấp độ, cuối cùng chỉ có một hai cái người may mắn trốn qua một kiếp, an trí ở thiên vũ vực. Nói đến nơi này, quân Nhược Hoan trong mắt lóe qua nồng đậm phẫn nộ cùng cừu hận, trên trán gân xanh đều bắt đầu bạo khởi, nghĩ ép đều ép không được. Kia thiên võ thần sơn lục gia lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn rốt cục biết rõ quân Nhược Hoan tại sao như thế cừu hận lục gia, nguyên lai cừu hận này, sớm từ thượng cổ thời kỳ liền bắt đầu. Quân Nhược Hoan hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới bình tĩnh một cái suy nghĩ, nói, về sau, đại khái 1000 năm trước a, lúc ấy còn không có lục kinh thiên đây, lúc ấy lục gia chủ mạch suy sụp, cũng chính là lục kinh thiên bọn họ mạch này. Công tử cũng biết rõ, chi mạch so chủ mạch cường đại, nhất định sẽ sinh ra dị tâm, lục gia cũng là như thế, lục kinh thiên bọn họ mạch này, chỉ có lục kinh thiên hắn phụ thân mang theo số ít mấy người trốn thoát, những người khác cơ hồ bị giết được sạch sẽ. Lục kinh thiên phụ thân người bị trọng thương, chạy trốn tới thiên vũ vực, ngẫu nhiên bị ta quân gia một vị gia ngoài trưởng lão cứu, lúc ấy cũng không biết hắn phụ thân thân phận. Quân Nhược Hoan càng nói càng tức giận, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, người nào cũng không biết, lục kinh thiên bọn họ mạch này, dĩ nhiên liền là thiên vân thần điện người, thẳng đến vài chục năm phía trước, bọn họ đối ta quân gia xuất thủ. Này lục gia, thật đúng là lang tâm cẩu phế, Tiêu Phàm cũng là tức giận vô cùng. Hắn rốt cục biết rõ quân Nhược Hoan như thế phẫn nộ, quân gia cứu được lục gia lại lấy oán trả ơn, này khiến hắn như thế nào không phẫn nộ đây. Đổi lại là Tiêu Phàm, đoán chừng đã sớm không nhịn được, hận không thể lập tức diệt lục gia cả nhà. Bất kể là thiên võ thần sơn lục gia, vẫn là thiên vân thần điện lục gia, đều đáng chết. Quân Nhược Hoan nghiến răng nghiến lợi nói, quanh thân đã nổi lên từng đợt xương lạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 135.